giờ thì đánh vẫn mất. Đẹp quá, mình cũng muốn chơi cơ. Jennifer lúc nào cũng có đồ xịn sò. Gì đây? Unicorn. Nốt bước cuối là xong. Hả? Nhóm đang làm gì vậy? Trả cho chị. Không của em. Em đi đây. Cái đồ nghịch ngợm. Nó làm rách rồi. Đừng bực mà, để tớ sửa cho. Tớ cần que kem này. Tớ đã chuẩn bị nhiều que gỗ và kim tuyến. Mình sẽ dắt kim tuyến lên đĩa. Mình sẽ dùng các màu khác nhau. Giờ mình cần hồ dán. Mình sẽ bôi hồ lên khắp que kem bằng gỗ, rồi nhúng nó vào trong kim tuyến. Phải làm thật kỹ để que được phủ kín. Đến các que khác. Vậy là được rồi. Tiếp theo mình sẽ đặt que lên miếng xốp. Mình có thêm miếng xốp nè. Mình sẽ cắt các hình tròn từ xốp kim tuyến này. Cả hai hình phải có cạnh tròn. Mình cần bôi hồ dán vào miếng xốp. Ok, giờ mình cần dán hình tròn lên đó. Đó là lý do mình cần cạnh thẳng. Mình sẽ gấp miếng xốp xung quanh hình tròn. Giờ mình có thể gắn miếng xốp vào các que gỗ. Ổn rồi đó. Mình sẽ dán một quả bóng bông vào và thêm một quả nữa để làm thành khóa. Cậu thấy thế nào? Wow, đẹp quá. Cậu có thể đựng đồ trang điểm trong này. Cậu là nhất. Tôi sẽ thử luôn. Không tin được là cậu tự làm đó. Vừa như in với đồ của tớ. Cậu thích là được rồi. Các chị đang làm gì đấy? Gì đó? Tránh ra đi. Mẹ ơi, chị Jennifer không cho con chơi. Biết rồi. Mình vẫn còn nhiều que gỗ nữa. Xinh nè. Cậu chắc là không muốn ăn dưa chua chứ. Tớ đang cố chụp một kiểu đẹp nhất. Không ổn rồi. Mindy, chụp giúp tớ. Chờ xíu. Ăn dưa chuột xong khăn nữa ghê. Ok, tạo dáng đi nào. Thế nào? Đây, tự xem đi. Chắc chắn là tớ xinh mà. Cái quái, tóc tớ nhìn thảm quá. Dùng máy uốn tóc ý ở đằng kia kìa. Ý hay ha. Giờ tớ sẽ xinh lung linh. Sao cũng được. Tớ sẽ có tóc xoăn ngay thôi. Lúc nào cũng có chuyện. Cái này bị sao vậy? Nghe không ổn chút nào. Tớ phải chạy gấp. Ăn uống thế bảo sao. Kệ đi, tóc xoăn của mình quan trọng hơn. Nhẹ cả người luôn. Những cái mùi. Mình nên ra khỏi đây nhanh. Này, vui quá ha. Khoan, mình có một ý hay. Bực mình quá đi mất. Tớ cũng có tóc xoăn. Chứ không có ảnh đẹp để đăng lên. Sẽ có mà, thử đi. Ông giấy vệ sinh đấy à? Hay là tớ thử dùng tiền xem sao. Tớ sẽ cuốn tờ tiền. Giữ chặt tay nỉ. Rồi tớ cuốn tóc xung quanh nó. Nghĩ sao mà bảo tớ dùng ống giấy vệ sinh. Này đừng có chê. Và cái cuối cùng. Và giờ thì đợi. Cậu thấy sao hả Mindy? Cả hai đều xinh xuất sắc. 1, 2, 3. Wow, xoăn thật rồi đây nè. Mình chụp hình chung đi. Ý hay đó. Cưng xỉu nè. Wow, quá trời là thích. Tự mình nổi tiếng rồi. Ôi trời đất, cho tớ xem. Ôi là trời. Làm quen dần đi. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Mình sẽ để ngôi nhà ngay đây. Mình cần đi lấy xe. Chào Noah, con chơi vui quá nhở. Chào mẹ muốn chơi không ạ? Có chứ, mẹ sẽ ngồi đây. Đừng mẹ, nhà của con. Có vẻ như không ổn rồi. Là tai nạn thôi, nhưng mẹ có thể làm đẹp hơn, hy vọng thế.
cái bút 3D này có ích đây. Cần sửa nhà khẩn cấp sao? Chúng tôi sẽ giúp bạn. Bắt đầu bằng việc vẽ một ngôi nhà, sau đó dùng bút 3D đổ lên trên. Bản vẽ đóng vai trò như một khuôn mẫu. Dùng bút vẽ những đường dài, phủ mái nhà. Giữa các đường thẳng liền nhau, tránh các khoảng trống. Sau khi làm xong, chuyển sang cánh cửa. Và mọi ngôi nhà đều cần cửa sổ. Chỉ cần nhớ vẫn là các đường thẳng nhé. Bây giờ là đến các bức tường. Dùng màu khác cho chúng. Vẽ xung quanh cửa sổ và cửa ra vào. Lấy tờ giấy hình ngôi nhà ra. Đã đến lúc xây ngôi nhà, nhưng không cần xi măng đâu. Chỉ cần dùng bút 3D để dán nó lại với nhau thôi. Hãy nhớ là bạn cần 4 bức tường. Chúng ta không muốn nhà sập đâu. Khi tường đã được xây xong, hãy xoay ngôi nhà thẳng đứng. Dán mái nhà với nhau, sau đó đặt lên ngôi nhà. Một ngôi nhà mới. Nhìn này Noah, mẹ có cái này cho con nè. Một ngôi nhà mới sao? Con còn có vườn nữa. Wow, đợi đã, con cần đi tìm Dolly. Trông cô bé vui quá. Mẹ nghĩ cô ấy thích nó đấy. Hội chợ rất vui. Bố chơi mệt muốn xỉu trên vòng xoay luôn á. Ô nhìn kìa, một con ong. Đi đi, mình ghét ong. Gì vậy, tớ đã làm gì với cậu? Cái kẹo mút trông ngon quá. Để dành cho tớ một ít nào. Mình thích kẹo. Ôi không, nó quay lại rồi. Này, cẩn thận nào. Đủ rồi, giờ thì giận thật rồi nhá. Là cậu muốn đó nha. Đã nhắm được mục tiêu. Ngay tâm. Tất cả sự rèn luyện đã được đền đáp. Ôi, bố ơi. Con không sao chứ? Đau quá. Ôi không con yêu. Đợi đã, mình cần làm việc này. Đừng lo, bố sẽ làm cho nó ổn hơn. Bố sẽ... mình nên làm gì đây? Cần giúp không anh bạn? Wow, đúng là phép màu. Thấy thứ anh thích chứ? Nhiều lựa chọn quá. Xem nào. Cái này được đây, cảm ơn. Đừng lo, bố sẽ cứu nguy ngay. Cái này sẽ lấy ngòi trích ra. Mình sẽ để nó phía trên cái ngòi. Và kéo tay cầm. Và nó sẽ hút cái ngòi ra ngoài. Bố làm được rồi. Bố đúng là anh hùng. Chỉ làm công việc của bố thôi. Bố nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây. Yeah, mấy người nên chạy đi. Tất cả kẹo mút này là cho mình. Pew pew. Ôi không, một con khủng long. Rồi. Chứ. Ôi không, bố đến đây con trai. Chứ. Mẹ con tội nghiệp. Con không sao chứ? Chuyện gì vậy con yêu? Con bị ốm mẹ ơi. Cuốn lại cho đẹp và ấm nhá. Xong rồi sẽ có tác dụng đấy. Con cần phải uống thuốc. Như vậy sẽ giúp con khỏe hơn. Mở miệng lớn nào. Không, con không muốn. Con cần phải uống. Anh yêu, làm gì đi chứ? Biết rồi. Sao con không ăn cây kẹo mút này nhờ? Ha, lừa được con rồi. Con có thể ăn kẹo sau khi uống thuốc. Đi nào. Không được đâu. Con không muốn uống thuốc. Khó quá nhở. Ồ đợi đã, anh có ý này. Nước ngọt. Chúng ta không thể cho nó uống nước ngọt. Nghe đã nào. Cắt một miếng trên lon nước ngọt rỗng. Cẩn thận các ngón tay nhá. Cần phải đủ lớn. Gập miếng nhôm lại. Sau đó để chai thuốc vào trong lon. Rồi cắm ống hút vào chai. Và đóng nắp lại. Thông minh quá nhở. Đây không phải nước ngọt thật đâu. Hay lắm. Này Noah, con muốn uống nước ngọt không? Dạ có ạ. Ngon quá à. Ngoan lắm. Con sẽ sớm khỏe thôi. Con nghe chưa nhóc? Wow, nước ngọt này ngon quá. Con không cảm thấy ốm nữa. Đúng là một ngày thoải mái. Wow, con yêu, con thật giỏi. Cảm ơn mẹ. Ups, sót một chỗ rồi. Không biết màu vàng có vị gì nhờ. Liếm nhanh phát nào. Không. Đưa mẹ cái đó.
Mẹ thật xấu tính. Xuyên nữa thì tiêu rồi. Không tin nổi là thằng bé lại ăn màu vẽ. Mình có ý này. Đầu tiên mình cần khay bánh muffin. Mình sẽ đổ kem vào mỗi khuôn. Lẽ ra mình nên nghĩ ra sớm hơn mới phải. Sắp xong rồi. Giờ mình cần máu thực phẩm. Mình sẽ xịt một ít lên kem. Mình sẽ dùng nhiều màu. Đây là màu cuối cùng. Mình sẽ dùng que kem này để trộn. Phải chắc chắn là màu thực phẩm được trộn thật đều nhá. Mấy màu này nhìn đẹp quá. Rực rỡ ghê. Nhìn giống màu vẽ lắm ạ. Noah sẽ thích mê cho xem. Mình nghĩ là được rồi. Noah, nhìn này. Đây là cọ của con. Cảm ơn mẹ. Màu xanh nhìn đẹp ghê. Và tuyệt nhất là con có thể ăn nó. Thôi đã, thử đi. Ngon quá à. Không biết màu cam có vị gì nhỉ. Thử đi, mẹ nghĩ con sẽ thích. Mẹ nói đúng. Con thích lắm. Mẹ biết mà, nghệ sĩ nhỏ của mẹ. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Dạ. Không thể nào. Cứ như công viên nước trong này. Sao con không vào đi? Vâng mẹ ơi. Này, coi chừng nước bắn kìa. Này, mình có thể kiểm soát nước. Và quán trời băng bóng nè. Công viên nước của riêng con thôi đấy Olivia. Mở laptop thôi nào. Xin chào anh. Vâng, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Vâng, tất nhiên. Dạ, Mẹ làm gì đấy? Đi ra. Dù sao thì... Mẹ không chơi với mình. Chào, con yêu mẹ, mẹ ơi. Này, đợi đã. Dã chán. Ok, vâng ạ, à, anh nói đúng. Chà, thực ra thì... xin lỗi anh nhiều. Này, mẹ ơi. Này, nhìn mà xem. Mịn quá đi. Nhờ lắm luôn hả, mẹ? Con bé đang làm gì dưới đó nhỉ? Thôi ngay. Dù sao thì... Đây. Điện thoại của mẹ. Như tôi đang nói thì... Điện thoại xịn xa nè. Ôi trời, đi mà, chơi với con. Ồ vậy, tôi vẫn đang lắng nghe, xin chờ một chút. Làm ơn có gì đó trong này. Tuyệt. Rất xin lỗi anh. Nhìn từ đó kìa. Nếu anh nhìn vào tài liệu đó. Rồi, đúng rồi, tiếp tục đi. Đúng rồi, ok, xin chờ tôi một chút. Yes, đi ra ngoài rồi. Xin lỗi về chuyện vừa rồi. Ôi trời, giấu mặt vào đâu đây? Mình ngạc nhiên là túi này đựng được nhiều thế. Ngửi thế còn tươi lắm. Nhưng nó dỉ nước tùm lum. Chà, cũng khó tránh mà. Lại phải dọn dẹp quầy bếp. Bắt hắn. Chào Cheryl. Chuẩn, đánh vào chỗ hiểm ấy. Coi chừng nào, sao con làm được mọi thứ cùng lúc thế? Giá mà con bé tận dụng khả năng đó vào việc có ích. Hoặc có lẽ là không. Nào để mình nghĩ về chuyện này. Yeah, chuẩn rồi. Mình đã có một ý tưởng hoàn hảo. Trong lúc bé chơi, mình sẽ xử lý luôn. Mình chỉ cần một miếng dán vừa như in. Ở yên dưới đó nhé, nghe chưa? Vẫn đang chơi à Cheryl? Này con. Cảm ơn. Thôi con sẽ lấy một cốc khác vậy. Bố vô duyên ghê. Có gì dưới này? Liệu mình có thể đổ nước vào không?
chỉ có một cách để biết thôi. Này, nó đang thay đổi. Ồ, một chú mèo con đáng yêu. Tuyệt vời. Mình phải khoe với bố mới được. Bố ơi, xem ai trong ly của con nè. Wow, mèo con xinh xỉu luôn. Cha, mình không tính đến bước này. Đã đến lúc ăn sáng với ngũ cốc thơm ngon. Hôm nay mình sẽ đổ thật là nhiều. Và gói này nữa. Thêm thứ gì mặn mặn. Ui à. Lấy nào. Giá mà mình có thêm một tay. Trời ơi. Không, ngũ cốc à, tuyệt vời đấy. Quay về chỗ cũ. Mình sẽ thử lại một lần nữa. Đó, có lẽ nếu mình cầm kiểu này. Được rồi. Vòng 1, xong. Đã nói sẽ quay lại lấy nước mà. Giờ thì ăn được chưa? Hả? Mở ra. Nhanh nào. Mình cần kéo mạnh hơn. Hôm nay bó tay luôn. Ủa? Có mũi tên à? Loại nắp vặn sao? Nghĩa là... cứ kéo nãy giờ. May mà không ai có chứng kiến cảnh đó. Dù sao thì... Ôi! Đùa tôi hay gì ở trời? Hít thở sâu. Mình chỉ cần tìm người giúp. Cậu ấy đâu? Ồ! Chào đằng ấy. Đã chuẩn bị tiền chưa? Vì tớ đang rất cần tiền đấy. Ok, biết rồi mà. Kẹo mút hả? Rồi. Chọn thuốc đi. Wow, quá trời đồ luôn. Nhưng mình cần gì đó cụ thể. Cái này. Ok, cảm ơn nha. Giờ thì bắt tay vào việc thôi. Không ai làm đổ nước trong nhà này nữa. Hãy nhìn vào nắp đậy mà xem. Và đổ nước ép ra. Thế này mới đúng ý mình nè. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Cứ tưởng sẽ chết đói luôn. Bão công đợi. Nào nước ép. Ai biết cuộc sống có thể dễ thế này. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Coi như không nhìn thấy chị nhé. Gì cũng được. Đêm thật tuyệt vời. Sắp đến rồi. Xin chào bé cưng. Giờ mình phải làm gì? Wow. Xem món trên cổ tay kìa. Wow. Bây giờ hoặc không bao giờ. Này, dừng lại. Đưa đồng hồ đây. Hả? Chuyện gì thế này? Xong nhé. Ôi không. Hẹn gặp lại. Các em cứ bình thường nhé. Thôi mà, sẽ không sao đâu. Chết tiệt, lại để mất dấu của ta. Thật đấy à, chị ta ở ngay đây. Bye. Chà, kế hoạch hoàn hảo. Thành công chót lọt. Trông đẹp đấy, nhưng sẽ lại đôi chút mới được. Bắt đầu từ lông mày tức giận. Tất nhiên là chưa hết. Dẹp đống này đi. Thế mới rộng. Công phu trưởng. Tuyệt. Bẩn mới vui. Wow. Trông xinh hơn nhiều rồi. Đúng thiên thần Barbie đáng yêu. Đến lúc dọn dẹp rồi. Đừng lo, đâu sẽ vào đấy. Đó. Sao bẩn thế? Khác một trời một vực. Wow. Xin chào. Bốc mùi quá. Mà mình đang mặc cái khỉ gì thế? Ra khỏi đi thôi. Thôi đi nào. Đừng lo bé yêu. Vậy à? Chán như con rán. Đống này toàn đồ chơi cũ. Có trò gì vui không? Có vẻ như chúng ta kẹt ở đây rồi. Chắc vậy. Nhìn kìa. Này,
bắt đầu thôi. Vui hơn chưa? Hả? Gì cũng được. Vụ này chắc khó hơn mình nghĩ. Có gì thú vị không nhỉ? Bóng bay. Cho em này. Nghĩ lại thì được rồi. Này Megan, xem chị làm gì cho em này. Hả? Không thể nào. Thôi đứng dậy nào. Được rồi. Đứng nguyên đó. Được rồi. Thế là xong. Hợp chưa nào? Wow, đỉnh thân đấy. Chị cũng có một cái. Giờ thi đấu nhau không? Này. Wow. Chị nhũi. Đẩy đau quá đấy. Ow. Oops. Thôi, tạm biệt nhé. Ngớ ngẩn. Vớ vẩn. Bye. Chả có gì để làm. Annie, cô muốn chơi gì không? Không nhé. Biết rồi. Xem này. Đặt một vài quả bóng bay vào túi, sau đó kéo khóa chặt, rồi hút hết không khí. Giờ thì chúng nó hít vào nhau. Như thế các quả bóng quyện vào nhau. Wow, con chơi nhé. Nhìn con này. Bay, bay, bay. Mày là con bé thích. Cười không nhận được mồm luôn. Nhìn cái này đi. Hay quá. Ôi, chuyện gì thế này? Sao con không dọn đồ của mình hả? Mình mà không làm thì thành tổ chim mất. Annie, xem thế đủ rồi. Con phải làm việc khác nữa. Tại sao? Được thôi. Chính con bày ra mà. Vâng ạ, con sẽ làm từ đây. Mình không dọn được. Không không không, dừng lại, không làm như thế. Mẹ sẽ dạy con. Con phải dùng cả hai, thấy chưa? Dễ mà. Giờ con thử xem sao nhé. Ha, thế này ạ. Chỗ này nữa. Gặn vào nào. Thiệt. Đã hiểu. Nhiều đồ quá. Sắp xong rồi. Sạch bong luôn. Xong rồi ạ. Rồi của con đây. Mình phục mình quá. Wow. Soda loại gì thế? Ôi, đó là Barbie sao? Wow. Tập này hay thật. Cái đúng liền ngô ngớ ngẩn này. Em bay ra đúng không? Này. Làm sao ạ? Tất cả đống này không được như vậy đâu. Em sẽ dọn sao? Dọn sao? Phải làm bây giờ. Dọn ngay. Bây giờ thì bây giờ. Ngay. Wow. Vừa rồi đỉnh thật. Bạn nghĩ sao? Wow. Muốn chơi không? Không. Khó chịu. Đang dở đoạn nào nhỉ? Tuyệt. Nào Mét, hết giờ vui rồi. Dọn ngay đống đồ chơi này đi. Tất cả đống này. Vứt hết. Trời, chị khỏe thật đấy. Cái khó rồi cũng phải ló cái khôn thôi. Chờ đã. Không được, thỏ của em. Thỏ của em à? Ôi không, đừng mà. Cứ xem đây. Annie, không. Đừng. Nào thì thỏ này. Thỏ nào thì cũng vào đây. Xong nhé. Tạm biệt mấy thứ này đi. Thế là xong. Chào mừng đến với thùng đồ nhé thỏ con. Sao chị có thể làm thế? Chả có gì là không thể nhé. Bye. Đồ chơi của mình. Thế là hết. Không biết có nên làm cho con bé đổi gì ăn vặt không? Đói quá trời ơi. Ô, cho con ạ. Đúng. Cảm ơn mẹ. Chắc làm thôi. Mình biết rồi. Chính là nó. Món ngọt ngào như chính con bé vậy. Cậu đang làm gì đó? Đồ ăn vặt sao?
tuyệt. Dĩ nhiên, không ôm. High five. Hay mình cũng làm gì đó nhỉ? Sô-cô-la sẽ là nguyên liệu chính. Đó là cái gì? Mình ưa thích nhất. Ai mà không thích marshmallow chứ? Đây mới là bắt đầu thôi. Nhúng thêm mấy thứ nào. Trông khá ngon rồi. Chắc thế. Để xem có gì nào. Phải có thứ gì chứ. Khải Brussels sao? Chà, thế cũng được. Biến một chút là ngon thôi. Sao cũng được. Nhúng vào sô-cô-la là đâu vào đấy. Trông ngon đấy chứ. Ôi trời, trông chẳng là gì so với của tôi. Giờ thì rắc thêm cốm hạt. Giả vờ làm mơ cốm nhé. Cưng xỉu luôn. Cốm hạt hả? Cốm hạt hả? Có cốm hạt luôn. Hoàn hảo. Để tránh đúng vụn cốm. Ta-da, thế là xong. Của mình cũng vậy. Thấy không? Để xem bên nào thắng. Để xem. Tôi chán quá. Chán thật. Các em, ai đói không nào? Ai nào? Hả? Bất ngờ tới đây. Wow. Ta-da. Mùi gì cứ lạ lạ. Của tớ thơm lắm. Càng ngon nữa. Wow, ngon tuyệt. Con cảm ơn mẹ. Con thích chứ. Em thì sao? Em chưa thử. Cái quái gì thế này? Là dâu. Kinh quá. Cái mặt hài quá. Cậu nhìn thấy mặt đó không? Sắp xong bữa tối rồi đây. Chà, có thế chứ. Thơm ra thích. Cho vào hộp thôi nào. Sẽ ngon lắm cho xem. Mùi vị hoàn hảo. Và thế là sao? Đâu vào đấy rồi. Bữa trưa nhẹ nhàng hoàn hảo. Mình thích có kế hoạch thế này. Chờ đã. Mình làm quá sớm rồi. Phải làm nóng lên mới được. Lúc này là cần dùng nước nóng. Nóng hổi và thơm ngon. Mẹo này lúc nào cũng hiệu quả. Đâu có đồng hồ đâu nhỉ. Giờ thì chờ chút. Chà, đến lúc rồi. Không cần nước nóng nữa. Bình nóng vừa đủ rồi. Quá là hoàn hảo. Dùng khăn giấy thấm hết nước dư. Mang cái vị ngấm nước là mất ngon. Xếp vào đây. Vừa ấm vừa khô ráo nhé. Giờ thì vừa ấm vừa ngon. Mẹo tuyệt đỉnh luôn. Gì thế? Bữa trưa tất nhiên rồi. Bữa trưa nóng hổi. Quên mẹ mất. Phải làm món gì nhanh thôi. Chắc cái này là được. Sandwich thì kiểu gì chả được đúng không? Cái này bao lâu rồi? Không thơm lắm. Thế là được rồi. Không, đừng làm vậy chứ. Được rồi. Chờ chút. Vậy dùng túi rác cũ này. Được rồi. Không, đừng. Sao? Thế này kinh quá. Đừng làm thế. Annie, không. Trời ạ. Gì? À, cái này thì sao? Chuẩn khỏi cân chỉnh. Đúng là định mệnh. Được chưa? Bó tay luôn. Cái gì mà chả được. Bạn thấy video này hữu ích không? Cho chúng tớ biết trong phần bình luận và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm các video khác nhé! Sao thằng bé giỏi chơi trốn tìm thế nhở? Hai con ở trong tủ này! Dừng lại! Đừng chạy nữa nào! Cuối cùng cũng bắt được nhá! Ôm mẹ nào! Phải nghĩ cách không cho con trốn đi mới được. Và cuỗi quay này là chuẩn rồi. Xem con chuồn ra kiểu gì nào. Lẽ ra mình nên nghĩ ra cái này từ trước chứ. Quay lại đọc sách được rồi. Hiệu quả chưa kìa.
Ok con yêu, mở to miệng nào. Không, ghê lắm. Con phải đánh răng thì răng mới sạch được. Được rồi, unicorn dễ thương chưa này? Xinh quá mẹ ơi, cho con xem. Khoan đã, đây là bàn chải mà, mẹ lừa con. Thế này thì đến Tết công gô mất. Có cách rồi, mình sẽ dùng đá cuội này xem sao. Với mẹo này bạn chỉ cần đá cuội trang trí vào một bức tranh hoạt hình thôi. Bôi keo lên đá cuội này. Rồi dán đá lên tranh ở trên bàn. Lặp lại cho đến khi bạn có khuôn mặt cười nhe răng. Dùng bút để tô vết lên đá. Có vẻ chúng quên xỉa răng nhở. Con yêu, con có muốn chơi trò này không? Chúng ta cần làm sạch vết bẩn trên răng. Mẹ ơi, răng của bạn ấy bẩn quá. Mẹ nhìn này, con chải răng cho bạn, răng trắng sạch rồi. Tự nhiên con cũng muốn chải răng của con quá mẹ ơi. Đúng rồi, bàn chải đây nè. Mình sắp vẽ xong tranh rồi, bút gãy tiêu mất rồi. Hay là nếu mình liếm, chẳng ăn thua gì cả, bực hết cả mình. Bút dở hơi, mình chỉ muốn vẽ xong thôi mà. Cẩn thận nào con, thử bút màu hồng nào. Cũng hết mực rồi còn đâu. Suýt thì trúng. Đủ rồi đấy. Sao thế con? Mãi mà con chưa vẽ được xong. Bút toàn hết mực. Chà, gầy gò thế nhở. Để mẹ nghĩ xem có cách nào không nhớ. À có rồi, mẹ sẽ giúp con xử lý chuyện này. Vâng ạ. Lấy một tờ khăn ướt tẩy trang và gập lại. Tiếp theo, đặt khăn ướt lên giải băng dính. Đặt tăm bông lên tờ khăn. Rồi cuốn vào trong. Nhớ để đầu bông thò ra ngoài nhé. Cuốn vào phần băng dính ngoài và cắt đi. Giờ thì nhỏ mực màu lên đầu tăm bông. Khăn ướt tẩy trang sẽ hút mực. Út nhanh và dễ làm đây. Bút nè con yêu của mẹ. Wow, con vẽ tiếp đây ạ. Con cảm ơn mẹ, vẽ được này. Con sẽ vẽ ông mặt trời thật to. Con yêu vẽ đẹp quá. Vẽ vui quá mẹ ơi. Đi nào công chúa nhỏ ơi. Mẹ phải đi làm để ngăn chặn kẻ xấu. Cất đồ chơi đi, mặc áo khoác nhanh nào. Con cảm ơn mẹ. Con gái mẹ lớn quá đi. Và còn nặng nữa. Ăn ngoan trông lớn thật. Trò này vui quá xá mẹ ơi. Mẹ đến thoát vị vì con thôi. Ok, đeo ủng vào đi nào. Cherry, quay lại đây. Nhìn con bé chạy kiểu dễ thương muốn xỉu luôn. Hay là còng tay nó lại. Không, thế thì bị bóc phốt mất. Nhưng mà... Đứng im. Tôi vô tội chị cảnh sát ơi. Tôi không làm gì sai cả. À thế à, ai bị bắt cũng nói thế đấy. Anh đã bị bắt. Mình nghĩ ra một cách này. Chỉ cần tranh in hình bàn tay này. Cắt thành các hình tròn. Rồi dán chúng lên tường là xong. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mình chơi trò này đi. Con có thể đặt tay lên tường không? Ờ, được ạ. Dễ ợt luôn mẹ ơi. Con đang đặt này. Đứng yên đó con yêu. Con làm tốt lắm. Chuẩn, con thành công rồi, con thắng. Thật đã. Yeah. Ok, giờ đi thôi. La 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 la. Đúng là nhà sạch thì mát. Oh, có người gọi. Wow, mẹ mình chu đáo quá. Bà ngoại sắp đến thăm đấy và có quà cho con. Con nhớ bà không? Yuhu, bà đây. Ai mà lộng lẫy vậy ta, bà chứ ai. Con chào mẹ ạ. Cục cưng xinh trai của bà đây rồi. Xem bà có gì này. Con lớn nhanh quá, cục vàng dễ thương. Hôm nay mẹ vui lắm. Nào, con yêu mở quà nhá. Con nghĩ là gì nào? Oh, ôi chết, mẹ lẩm cẩm quá. Mẹ xin lỗi, cháu bé mới bé tí mà.
không sao mà mẹ, bao giờ cháu lớn thì đi thôi. Nè, suýt vừa đấy còn gì nữa ạ? Đẹp mẹ ha. Con yêu, đi cho bà và mẹ xem nào. Chà, đôi giày này có vẻ hơi to nhở. Nhưng đẹp phết. Mà khoan đã, con có cách sửa rồi. Đứng lên tờ giấy trắng này đi con yêu. Mẹ sẽ vẽ quanh bàn chân con. Đúng rồi, ngoan lắm. Giờ thì cắt hình bàn chân ra. Mẹ ơi, mẹ cầm đi. Mẹ lấy cái này làm gì chứ? Mẹ hiểu rồi. Tôi muốn giày cỡ này cho cháu trai của tôi ấy mà. Dạ, xin bác chờ chút. Đôi này chắc vừa đấy ạ. Để thử nào. Vừa nhìn nè, bác lấy đôi này. Oh, con cảm ơn. Chúc bác một ngày vui vẻ. Ok bé con, lần này bà có giày vừa chân con nhá. Đi thử cho bà xem nào. Chân trái trước. Thắt dây giày lại này. Nhỏ nhắn dễ thương chưa kìa. Bà vui quá. Ai mà có nhiều poppet được thế này cơ chứ. Phần còn lại nè. Chắc là hết rồi đấy. Suýt thì quên mất. Vào đây luôn. Đổ đầy cái bồn nè. Chuẩn bị xong rồi. Vào đi con yêu. Wow, gì đây ạ? Quá trời poppet luôn. Đeo kính bơi vào nè. Con cảm ơn. Ok, tìm Simple Dimple nhé. Bắt đầu. Tuyệt vời ông mặt trời. Thời gian đang trôi. Nhanh nào, tìm đi. Là một cuộc đua. Chắc chắn là ở đâu đây. Nhanh nhanh nhanh. Con không tìm thấy. Khoan, đây rồi mẹ ơi, con tìm được rồi. Có thế chứ, giỏi lắm. Mẹ rất tự hào về con. Giờ mẹ con mình cùng chơi nhé. Mẹ ơi, mẹ là số 1 đấy. Đây là mẹ của tớ. Sao mình nghèo thế này. Còn đây là bố tớ. Đi thôi, không đời nào. Hôm nay là sinh nhật mình. Wow, cho con sao? Những gì tốt nhất đều dành cho bé yêu của bố. Nó ôm rất mềm đấy. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Cảm ơn bố ạ. Bố còn cái này cho con nè, mang vào đi. Đây, cái bánh ngon tuyệt này cho con hết đấy. Con thích bánh lắm. Ai lại không chứ, nhưng chưa hết đâu. Quá à. Vẫn còn nữa, sẵn sàng cho món quà chính chưa? Nó tuyệt lắm, mang vào đi. Wow, bố biết, khủng nhờ. Cái gì vậy bố? Chào, vroom vroom. Tài xế riêng của con. Lên xe thôi. Bữa tiệc thứ hai. Không biết mẹ có kế hoạch gì không nhờ? Chào mẹ ạ. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Mẹ có cái này cho con nè. Mẹ tự gói đấy nhá. Chiếc tất còn lại. Cảm ơn mẹ. Giờ mình đã có hai chiếc rồi. Không được quên bánh của con nhá. Mẹ cũng ăn đi. Cảm ơn con yêu. Con thật đáng yêu. Không, tôi muốn có hai du thuyền và một máy bay. Bye. Chào bố ạ. Wow, cứu với. Bố sẽ cứu con. Được rồi, suýt nữa thì tiêu. Con không sao chứ? Con thấy cuộc sống lướt qua trước mắt luôn ạ. Anh nói ông ấy đang phẫu thuật là sao? Tôi muốn có bác sĩ ngay. Con gái yêu của tôi vừa có một trải nghiệm đau thương. Tôi cần hỗ trợ y tế. Nó khiến anh đặt câu hỏi là điều gì quan trọng trong cuộc sống. Gọi trợ giúp sao? Wow, dịch vụ tốt đấy. Cô phải giúp con gái tôi. Tôi sẽ lo chuyện này. Con sẽ khá hơn chứ. Để cháu nằm thoải mái nhá. Cái này sẽ làm cháu bớt nóng. Tất cả những gì cần làm là đợi thôi.
con bé sẽ không sao chứ, tôi sợ quá. Tránh ánh đèn nhé con yêu. Vâng ạ. Đàn áo thật thư giãn. Mẹ ơi, con đau quá. Chắc không sao đâu, để mẹ xem nào. Ôi trời, chúng ta phải làm gì đó. Túi rau đông lạnh này sẽ có tác dụng đấy. Nằm xuống đi. Hơi lạnh đấy, nhưng sẽ có tác dụng. Chúng ta phải đợi, mình sẽ đan cho xong. Đan len khó hơn mọi người nghĩ đấy. Ok, để xem vết bầm đó nào. Nó xẹp rồi. Cái này hiệu quả phết. Và chúng ta có thể dùng rau này cho bữa tối. Mẹ hy vọng là con đói rồi. Đến giờ ngủ rồi sao? Ngủ thôi con yêu. Đắp chăn cho ấm nào. Xong rồi. Ngủ ngon nhá. Mình không muốn đi ngủ đâu. Mình muốn chơi game hơn. Được nghỉ ngơi rồi. Hy vọng có phim gì đó. Mẹ sẽ không biết đâu. Điều khiển không bấm được. Không có pin. Lạ thật. Vui quá. Vui hơn là đi ngủ nhiều. Trong này có chuyện gì vậy? Có gì đó sai sai thì phải. Yên tĩnh quá. Từ từ nào. Mẹ tưởng là mẹ nói con đi ngủ rồi. Cái gì đây? Mẹ đã bị lừa. Tại sao nó lại làm thế với mình? Đợi chút. Vui ghê. Lên giường đi. Đưa máy chơi game cho mẹ. Mẹ sẽ lấy pin. Con cần phải đi ngủ. Thôi trò vớ vẩn đi. Chỉ là đùa thôi mà. Chắc giờ mình xem tivi được rồi. Để xem có gì nào. Cái này hay đây. Căng thẳng quá. Mình không thể ngừng xem được. Ôi không. Hả? Cái gì vậy? Eo ơi. Chỉ là bong bóng thôi. Đợi đã, cái đó đâu ra vậy? Trông ghê quá. Lại một trò đùa ngốc nghếch nữa. Bắt được mẹ rồi. Con làm mẹ gặp ác mộng đấy. Không tin được là mẹ lại bị lừa nữa. Đến đây nào. Kiếm cái gì hay để xem thôi. Cái gì không đáng sợ á. Ngủ ngon nhé con yêu. Hy vọng con mơ thấy kỳ lân và tiền. Ok, con đã sẵn sàng đi ngủ rồi. Chúc bố ngủ ngon ạ. Mình sẽ chơi game một xíu thôi. Hả? Tiếng ồn gì vậy? Oops. Đợi đã nào. Đưa điện thoại cho bố. Ngủ ngon ạ. Cái kia nữa. Dạ. Con không nghĩ bố biết đấy. Bố cũng từng là con nít. Ba trò này nhăm nho gì. Thật không công bằng. Không biết cái này làm gì nhỉ. Mình đã được triệu tập. Ước muốn của cô là mệnh lệnh của tôi. Cái này sẽ giải quyết vấn đề của anh. Rất hân hạnh được làm việc với cô. Con ổn chứ? Không như anh thấy đâu ạ. Để tôi giải thích. Tôi đã cảnh báo anh trước rồi. Ra khỏi đây thôi. Hẳn là đau lắm. Anh ta xứng đáng bị vậy. Và chàng hoàng tử đẹp trai cứu được công chúa. Rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ai đã giúp tôi không? Chào mẹ ạ. Hôm nay ở trường vui chứ con? Mẹ nhớ con quá. Nhìn mấy cái bánh kìa. Có bánh cháu thích không? Bà có tất cả các loại đấy. Mẹ, mua cho con cái bánh nhá. Đi mà. Nhìn ngon quá. Con sẽ thích đấy, rất là ngon. Lại đây cô gái, mua cho con của cô đi. Đây là tất cả những gì tôi có. Nhiều đây thôi á. Xin lỗi. Chà, không đủ rồi. Đi mà, cháu năn nỉ đấy. Sao có thể từ chối khuôn mặt kia cơ chứ. Cất tiền đi. Cầm lấy. Mẹ nhìn này. Mẹ xin lỗi. Bố. Chào anh.
Có lẽ bố có thể giúp đấy. Tôi nghĩ chừng này sẽ đủ. Và ly sao? Không phải chứ. Được, mình sẽ hùa theo. Ôi trời, mình giàu rồi. Lấy hết đi, tôi sẽ đi nghỉ mát. Ai muốn ăn kem nào? Tự nhiên đi. Wow, cái đầm đẹp quá à. Ước gì mình có nó. Chào con yêu, có chuyện gì vậy? Bố ơi, con muốn cái đầm này. Đẹp đấy. Đợi đây nhá, bố có cái này. Xin chào. Hay rồi, anh ta cần gì đấy chứ? Xin chào. Con gái tôi muốn có một chiếc váy đẹp, giải quyết đi nhá, hiểu chứ? Dĩ nhiên rồi thưa anh. Wow, nhìn những chiếc đầm này nè. Xoay một vòng cô xem nào. Cháu không thích màu này. Không được. Chắc cô phải có gì đó phù hợp với sở thích của cháu. Chiếc đầm lấp lánh này thì sao? Không hợp với cháu. Cái này hợp nè. Cháu không thích. Sẽ phải có cái gì đó cháu thích chứ nhở? Vậy mới đúng nè. Tuyệt vời. Cứ như công chúa vậy. Wow, tốt lắm. Cô lại làm được việc đấy. Ồ, nhìn con gái nhỏ đang đọc sách kìa. Cái đầm này xấu quá. Wow, đây mới là đầm chứ. Mình mặc sẽ đẹp lắm đấy. Mẹ em mua cho con cái đầm này được không? Chừng đó tiền. Cho một cái đầm á. Nhưng nó đẹp mà. Mình không mua nổi. Mình phải nghĩ ra cách khác. Có lẽ mình sẽ tự may. Ý là mình cũng khá thời trang mà. Cắt ở đây. Ít băng keo. Nhìn đẹp đấy chứ. Sẽ xinh lắm đây. Và cho bước cuối cùng. Xong, con thấy sao? Con thích lắm. Đúng là thứ con cần. Cảm ơn mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ xem tranh của con nè. Không, xem của con chứ. Wow, cả hai đều rất giỏi. Mình có hai họa sĩ tài năng. Bravo, quả là cái tác. Để mẹ xem nào. Cảm ơn con yêu. Wow, bạn đã bao giờ thấy thứ gì như này chưa? Chúng xứng đáng được treo lên tường. Mẹ muốn ngắm tranh mỗi ngày. Là mẹ ngạc nhiên nhé. Ý hay đấy. Mẹ sẽ thích cho coi. Đây là tác phẩm lớn nhất của mình. Tiếp tục nào. Gì nữa ta? Cái bàn. Trắng trơn mà. Mẹ về rồi hai đứa. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi. Căn nhà tuyệt đẹp của tôi bẩn hết rồi. Hai đứa đã làm gì? Hả? Chuyện gì vậy trời? Đây đúng là thảm họa. Thật không thể tin nổi. Mình có một ý tưởng. Chuẩn, mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm. Thứ này sẽ giải quyết mọi vấn đề. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ bọc màng lên toàn bộ các bề mặt. Nó có chức năng như tấm chắn bảo vệ. Mình sẽ bọc lên trên tường. Giờ các con có thể vẽ lên tường và bàn. Đây là vẽ à? Kệ, mình sẽ thử xem sao. Vui quá đi mất. Mình gọi đây là giai đoạn màu xanh. Woohoo! Cứ kệ con. Ủa, ai mới nói gì à? Chắc là không có gì. Hôm nay là ngày tuyệt nhất. Mình không muốn nó kết thúc. Nhìn đi nè mẹ ơi. Con làm rất tốt con yêu. Mình không cần phải trang trí lại. Này, nhà mình thấy lạ lắm à nha. Bố rất thích. Cảm ơn mẹ. Không có gì đâu các con. Mẹ làng nhất mẹ ơi. Sơn của con đâu ạ? Cú đánh tuyệt vời Sunny. Hãy nhớ nhé, đánh cẩn trọng. Đúng rồi. Chúng phát mồi luôn. La 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 la. Wow, khán giả nhiệt tình quá. Solo nào. Quẩy lên. Lại đây bạn cá ơi. Chờ chút, có cá cắn câu rồi. Kéo nó vào. Wow, nó đang dãy ruột kìa. Chạm, bố đuổi đi. Đừng hằng bắt được con. Chân tay chậm chạp quá. Quay lại đây. Bố phải ngồi nghỉ đã. Bố không còn trẻ khỏe như xưa. Nhưng con đang chơi vui mà. Nhưng không sao. Đeo lên đi bố ơi. Wish, wish. Bố sẽ xem con. Hả? Ôi thôi mà. Đừng chỉ ngồi đó. Bố ơi, làm gì đó đi. Chỉ
chỉ cần đợi bố một chút thôi Sunny. Nhưng bố ơi. Khoan, phải kiếm đồ cho nó chơi. Hả? Gì đây? Ừ, cái này trông thật thú vị. Mình sẽ đặt nó ngay đây. Mình sẽ chuẩn bị mọi thứ. Mình sẽ lấy cả đồng bút và bắt đầu vẽ thôi. Nhưng mình cần hình mẫu. Ôi, cái này ổn đấy. Mình sẽ đặt đĩa vào đây, rồi xoay nó đến khi tìm thấy hình ảnh mà mình muốn. Không, 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 không đẹp. Mình sẽ thử một đĩa khác. Không biết trên này có gì nhỉ? Wow, hãy nhìn kìa. Những cái vật này rất dễ thương. À, chuẩn không cần chỉnh. Có lẽ tắt đèn sẽ tốt hơn. Mình chỉ cần vẽ đè lên hình ảnh. Dễ ơi là dễ. Bức tranh sẽ rất đẹp. Mình để hở ra các đống. Giờ thì tô vào trong nè. Mình chỉ cần tô bên trong đường viền. Sau đó, tô bên trong. Dễ thương xỉu. Đó, xong rồi. Hoàn hảo luôn. Bố ơi, nhìn đi nè. À, bố, thức dậy đi. Ôi trời, bố đang cần ngủ mà. Mình sẽ vẽ một hình khác. À, con voi nè. Lần này sẽ hơi khó. Quả là một cuốn sách thú vị. Chào em yêu, các con đang chơi đấy. À, cưng quá đi. Muốn chơi một trò vui không? Mẹ gọi nó là dọn dẹp. Các con sẽ thích nó đấy. Hả? Có gì đâu mà vui. Ôi, rơi gì vậy? Ừ, bừa bộn dã man. Con đã bảo bố dùng đĩa rồi mà. Việc chẳng bao giờ kết thúc. Mệt cả người. Mình thà đi nha sĩ còn hơn. Đã xong chưa vậy? Còn lâu mới hết. Cứ như forever vậy. Nói đi, tập trung dọn dẹp. Thế nào rồi? Mà chờ một chút, vẫn bừa bộn y như cũ. Các con làm gì vậy? Chuyện này không theo đúng kế hoạch. Khoan, mình có một kế hoạch. Mình sẽ dùng băng dính. Chuẩn, ok đấy. Các con, ngồi ngoan nhé. Chúng con xin lỗi ạ. Hả? Ồ, không sao đâu. Đưa cánh tay ra. Tin mẹ đi, mẹ sẽ quấn băng dính xung quanh bàn tay. Chỉ vậy thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cuối cùng mẹ cũng phát điên rồi. Mẹ hứa là sẽ rất vui. Bây giờ mẹ sẽ cuốn băng dính quanh người con. Ở yên đó, sẽ không lâu đâu. Mẹ chỉ cần đảm bảo mặt dính hướng ra ngoài. Vậy là được rồi. Giờ sao ạ? Ấn băng dính vào đồ chơi của các con. Con hiểu rồi ạ. Bắt đầu. Này, ú là trời, đỉnh quá. Đồ chơi dính vào rồi. Mẹ đúng là thiên tài. Hay quá đi mất. Cứ như sống trong tương lai vậy. Các con làm tốt lắm. Woohoo, mình đang cảm thấy chóng mặt. Nhìn kìa, nhặt sạch cả rồi. Ừ, gì đây? Dầu to rồi. Mình bắt đầu thích trận này rồi. Phải cuộn được tất cả. Ô là là, mình muốn làm lại nữa cơ. Wow, quá trời luôn. Xem con nè, đây rồi. Wow, nhà sạch bong sáng bóng. Mẹ rất tự hào về các con. Các con vất vả quá. Các con xứng đáng được thưởng. Wow, được đấy. Khoan, dì mép của tôi đâu rồi? Bố tìm cái này à? Này, trả bố đây. Dù sao thì bố cũng cần cạo râu. Toàn mất rồi. Nghiêm túc ạ? Đừng mép mẹ cháu nhé. Cháu sẽ cho bà và chị biết tai. Xem đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu hết cả người bà rồi. Này, ở đây ạ. Bà yêu cháu lắm. Vụ này sẽ vui lắm đây. Chắc chắn là vậy rồi. Hồi hộp thật đó ạ. Cháu mời bà. Không, cháu đi. Không, bà đi ạ. Không được đâu mà, làm ơn. Ôi, bà mời đi. Bà ơi, nãy giờ tốn thời gian làm ý. Hả? Ồ, tất nhiên rồi. Xin lỗi, bà sẽ mở nó. Đây rồi. Hả? Một cái cốc. Mình không mong đợi điều này. Có cái gì đó trong đó nhỉ? Là cà phê. Được rồi, đấy là cháo. Để xem nào. Cái gì? Đây có phải là một trò đùa không? Hôm nay là sinh nhật của mình ư? Cứ đội thử vào xem sao. Nhìn dễ cưng phết. Ồ, còn cái này nữa nè. Có nên thổi không ta? Sao lại không nhỉ? Xin chào nhé. Wow, cảm ơn. Là một cái ốc quế. Nhưng kem đâu? Gì mà bất công vậy trời.
Đừng khóc mà cục cưng. Nhưng cháu chỉ muốn một món ngon thôi. Bà sẽ làm mọi thứ tốt hơn, bà có cách. Dạ vâng ạ, cháu sẽ thử, đừng làm mình thất vọng nha. Nó trông cũng giống kem nhỉ, và rất ngon nữa. Bây giờ mình cần một que kem. Mình sẽ nhúng ốc quế vào thêm kem phủ. Phải phủ đều lên nhá, làm nó xịn xò hơn nào. Mình sẽ thêm cốm. Ôi chào, siêu đỉnh chóp luôn. Đó là một tác phẩm nghệ thuật, bà định làm gì thế ạ? Đã cái nư ghê. Ôi, cà phê mạnh quá. Caffeine bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Và mình có một ý tưởng tuyệt vời. Chỉ cần một thanh sô-cô-la thôi, đã đến lúc làm nó tan chảy. Máy sấy tóc này sẽ hiệu quả đây. Vậy là ổn rồi, mình sẽ cắt một góc. Mình sẽ đổ sô-cô-la vào cốc. Trông nó dẻo quá. Vậy là xong xuôi nhé. Mình sẽ nghiêng cốc một góc, rồi quay nó. Tiếp theo mình cần cái nắp. Mình sẽ đổ sô-cô-la vào đó. Đây là phần dễ. Mình sẽ đợi sô-cô-la đông lại. Bây giờ mình có thể bóc lớp nhựa ra. Bây giờ mình cần kem. Nó ngon quá. Mình sẽ thêm cái này vào sô-cô-la. Mình sẽ rót từ đầu đến cuối. Mình cần một cái nắp. Chà, nó trông thật tuyệt. Cho cái này lên đầu nè. Mình hài lòng rồi. Ôi, tuyệt quá ạ. Chúng ta nên trở thành đầu bếp đó ạ. Ý là nhìn này, trông chúng thật đẹp. Và ngon nữa nha. Cục cưng thì sao nào? Cháu sẽ bắt đầu từ món này. Cháu rất ấn tượng, nhưng nó phải ngon nữa ạ. Thằng nhóc đang sửa ấm trái tim bà già này. Quá là ngon rồi. Ok, cả món này. Có vẻ thú vị đây. Chơi nào. Ôi, ngon lắm luôn ạ. Mình lo lắng quá. Chị bọ rùa tháng. Ôi chào, đúng rồi. Làm tốt lắm. Tóc của mình trông rất tuyệt. Mình nên ghi lại khoảnh khắc này. Này, bà ngủ một chút cho đẹp dài mà. Lên nào. Cháu nghe bà rồi ạ. Chuyển nào. Cắt cắt. Lúc nào cũng hiệu quả. Mình được mở trước. Đây là gì? Nhìn hơi bị công nghệ rồi đó. Bà mình hài thật đấy. Đến lần mình. Bánh quy. Ổn áp nè nha. Mình biết phải làm gì rồi. Mình cần được trợ giúp. Này, vào đây đi. Các bạn biết phải làm gì mà. Đừng làm tớ thất vọng. Tốt lắm, phần còn lại tớ sẽ làm. Mình sẽ đặt một que kem vào trong chiếc bánh quy. Sau đó nhúng nó vào kem phủ. Mình sẽ bắt đầu với chiếc bát màu hồng. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ nhúng nó vào sô-cô-la. Hãy nâng nó lên một tầm cao hơn. Mình sẽ trang trí nó. Mình có đôi mắt kẹo nè, nằm ở đây đi. Mình sẽ thêm một đường sô-cô-la ở giữa. Sau đó mình sẽ thêm dấu chấm và cốm. Thật dễ thương. Và nó có mùi thơm tuyệt vời. Ôi, mình biết đây là gì rồi. Máy làm bánh quế. Và xem nè, mình sẽ cắt chúng thành từng lát. Mình cần một que kem. Mình có một bát sô-cô-la trắng. Mình sẽ phủ lên phần trên của chiếc bánh quế. Bây giờ mình đã có kẹo sô-cô-la. Cho nó vào đây nhé. Làm thêm một cái nào. Ôi, bà mình giỏi ghê. Trông chúng ngon quá. Chứ còn gì nữa, bà có thể ăn hết luôn. Đến giờ thưởng thức rồi. Mình không thích côn trùng lắm, nhưng trường hợp này là ngoại lệ. Tan chảy ngay trong miệng. Bà có nghe thấy không ạ? Hãy thử món ăn của bà nào. Mình có linh cảm tốt về món này. Có một bữa tiệc trong miệng mình nè. Nghe ổn nhỉ. Vụ này khó nha. Cả hai cùng thắng. Ok luôn. Cho em ăn đi. Xem chị có gì này. Cho em. Chúc ngon nha. Cứ từ từ. Cháu không thể ăn cái này. Phải ăn cái gì tốt cho sức khỏe chứ. Ăn một ít rau đi. Không. Không thể nào. Đợi đã, cháu làm gì thế? Bị mất rồi. Bỏ bim bim xuống. Dạ không. Bà làm gì được cháu ạ? Bim bim không bổ dưỡng. Chúng được làm từ khoai tây. Cháu đùa bà đấy hả? Bà chỉ ghen tị thôi. Sao lúc nào cũng thế. Ôi, vui thật nha. Yuhu, ở đây ạ. Ôi, xin chào. Bây giờ sao nữa? Tụi bà đã sẵn sàng. Chúng ta phải làm gì với chúng? Mở ra đi. À, đúng rồi nhỉ. Cháu mở được. Này, đừng có mơ. Hả? Ồ, đúng rồi, mời bà. Thật tôn bụng. Ôi chào.
dù tây ngon ngọt nè. Bà thật may mắn. Chà, nhìn kìa. Ngon quá. Mình yêu quả Việt Quốc. Mình cần thử một quả. Chà, ngon tuyệt. Ăn nữa đi. Chậm lại nào, cháu đang làm gì vậy? Dừng lại. Cháu có thể giải thích. Xem đây, bà sẽ chỉ cho cháu phải làm gì. Bà sẽ biến đổi quả dâu tây này. Bà sẽ dán kẹo dẻo và bánh quy vào đó. Như vậy nè. Rồi mình cần một bát sô-cô-la. Mình sẽ nhúng quả dâu vào đó. Điều này sẽ khiến món ăn trở nên ngọt ngào hơn. Tiếp theo mình cần một chiếc cupcake. Mình đã đổ đầy kem màu xanh vào túi. Nó sẽ phủ lên chiếc bánh cupcake. Mình sẽ tạo một vòng xoáy. Sau đó thêm lá bằng kẹo mềm vào. Trông thật xinh đẹp. Mình đã làm việc chăm chỉ. Và dâu tây sẽ nằm trên đầu. Thật hoàn hảo. Ôi, hay quá. Điều đó khiến mình nảy ra một ý tưởng. Tốt nhất là mình nên bắt đầu. Mình cầm một con dao, mình sẽ cắt đôi quả dâu tây. Tiếp theo mình có sô-cô-la ngon tuyệt. Mình sẽ bắt nó lên quả dâu tây. Mình không cần nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ dùng một quả Việt Quất và dán nó vào đây. Sô-cô-la sẽ có tác dụng như keo á. Mình sẽ thêm sô-cô-la vào đó. Mình sẽ đi một đường ngay giữa. Mình rất vui vì có được bàn tay vững vàng. Mình sẽ chấm ở hai bên. Và thế là xong. Chà, một con bọ rùa dâu tây. Ồ, hay lắm cháu yêu. Mình sẽ đặt nó cùng với bạn bè của nó. Trông giống như một món ăn nhẹ ngon lành. Mình sẽ ăn nó. Ai cũng thích ăn bánh hết, đặc biệt là khi nó trông như thế này. Ôi, mình phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Ăn món của bà đi. Sao nào, cháu có thích nó không? Chà, cháu chưa bao giờ ăn món gì giống vậy cả. Tiếp theo mình sẽ thử món bọ dâu tây. Hy vọng em thích chúng. Dạ, để em thử nhé. Đó là phản ứng mà tôi mong muốn. Nhưng ai là người chiến thắng? Bọ rùa đỉnh lắm ạ. Ôi, mình biết mà. Nè nè. Thật sảng khoái. Ôi, hết mất tiêu rồi. Đừng lo lắng cháu yêu. Chúng ta cần sửa vụ này. Có gì ở dưới đây? Điều này thật hoàn hảo. Ôi, mở của mình nào. Là một thanh sô-cô-la. Này, xem chị có gì này. Cái này dành cho em. Không, em không thích đâu. Trời, khó chịu quá ta. Mình biết phải làm gì. Mình có chiếc kẹo ngon tuyệt. Mình sẽ lấy một ít. Mình sẽ phải bóp nó thật mạnh. Hy vọng cách này hiệu quả. Xem thử nha. Ôi, mình sẽ thêm nó vào soda. Nhưng mình sẽ cần nhiều hơn thế. Cha vào nè. Trông như viên chân châu siêu khủng á. Mình sẽ đậy nắp lại. Vậy ổn lắm rồi. Bà thấy sao? Mình thích thử thách. Và mình không dễ dàng bỏ cuộc. Mình có một kế hoạch. Mình sẽ cho sô-cô-la vào ly. Vậy là ok. Bây giờ mình cần kẹo. Ngon lành thật đấy. Ui, cay thật nha. Nó sẽ giúp sô-cô-la chảy ra. Úi, nhưng mà đỡ đầy bụng hẳn. Nhưng mình vẫn chưa xong. Mình sẽ cho kẹo dẻo lên trên. Hãy khè lửa chút nữa nào. Cuối cùng mình sẽ thêm cồn rắc. Món này trông ngon lành dữ ta. Không thể quên ống hút được. Chà, đúng là một cái tát. Ngọt, béo và thơm ngon. Vâng, đây mới là thức uống thứ nhất ạ. Nó thậm chí còn có kẹo ở bên trong. Cả hai đều trông ngon quá trời. Mình sẽ bắt đầu với món này. Em không thích nó. Cái gì, thật sao? Ít nhất thì mình cũng cố gắng. Hy vọng món của bà ngoại sẽ ngon hơn. Ý là cũng dễ dàng ý mà. Wow. Cháu làm bà lão này vui quá đi mất. Bà thắng vòng này. Bà rất hạnh phúc. Đó nha Teddy. Chị đi xíu thôi. Chị chỉ có thế thôi à. Thử này. Ow. Wow. Ow. Vậy là chị thắng. Chỉ là ăn may thôi nhở. Các chị đang làm gì vậy? Không phải như bé thế đâu. Này, các chị liệu mà sửa lại đi. Tụi mình chơi hơi hăng quá nên không để ý. Chị thấy có lỗi ghê. Ừ đấy, em cũng thấy thế. Em biết phải làm gì rồi. Ý hay đấy, vào việc thôi. Bắt đầu từ đâu đây? Này Gabby, nhìn đi này. Em đã vẽ phác thảo thiết kế. Chị thấy đấy. Sẽ có nhiều việc lắm, nhưng mình làm được mà. Làm thôi, không thể lãng phí thời gian. Em có vật liệu đây rồi. Còn chị có thiết cuộn nè. Đo thôi nào. Chúng ta cần phải chính xác. Không muốn có sai sót nào đâu. Ủa rồi đó. Thật may vì em có cưa. Rồi, để chị xử. Hả? Lùi lại. Ok, nếu chị muốn.
chị đã tập luyện nhiều năm cho khoảnh khắc này. Hả? Không đây nào. Tuyệt vời không mà chơi. Đơn giản như đan rổ. Giờ mình cần máy khoan. Đặt gỗ xuống đất đi đã. Xếp góc vuông. Chị sẽ đặt đai kẹp ở khớp nối. Bắt vịn để cố định nè. Tự làm không hề khó. Mọi việc thật đơn giản. Ok là chị cần thêm đinh vít của chị đây. Chị bắt đầu thấy thích rồi. Ok, tiếp theo. Này, bắt lấy. Cái này làm gì? Trả thù. Chiến luôn nào. Chết với chị nè. Dừng. Chúng mình không có thời gian đùa nghịch đâu. Nhanh lên. Đây là các phần cuối của cái khuôn này. Làm tốt lắm. Sửa đến mái nào. Sẵn sàng chưa? Nâng. Đúng vậy, kéo nó vào. Vừa nhìn. Cái này dành cho tháp nhỏ. Quá là ổn áp. Tiếp theo là gì? Còn thiếu gì đó. Nhà tường. Có thể là vấn đề đó. Cứ để em lo. Cái này thì sao? Quan, chị nghĩ thiết kế phải ngược lại cơ. Quan đã. Thế này mới chuẩn. Yeah, thế mới đúng. Ok, ra đây. Hãy nối nó với khung nào. Cảm ơn em. Đi nào. Làm việc này còn thích hơn đóng đinh. Chuẩn rồi, nhanh hơn nhiều mà. Ok, chị xong rồi. Thật ấn tượng đó. Nhưng còn nhiều việc lắm. Chuẩn bị thôi nè. Đây là phần vui nè. Dọn này đáng yêu quá ha. Không dùng được đâu. Sao không? Không, đây nè. Em biết rồi. Dùng cọ kia thì đến Tết không xong. Wow, từ từ thôi má ơi. Quét sơn mang lại cảm giác thật thư giãn. Và mình mê cái màu này. Màu rất êm dịu. Và hợp cho ngôi nhà này. Chúng ta không muốn bỏ sót điểm nào. Hoàn thiện chứ nào. Dễ thương muốn xỉu luôn. Chúng mình quét sơn giỏi quá. Ok, thêm các chi tiết nào. Ok là luôn. Dán ngay vào đây nè. Trông giống như gạch. Nhìn ngôi nhà sống động hơn hẳn đấy ha. Và cổng vòng, cầu vòng quá đỉnh luôn. Chị bắt đầu thấy ghen tị rồi. Mình vào trong đi. Em thích nơi này. Em sẽ sống ở đây. Nhưng mà chị thấy không ấm cúng như chị nghĩ. Đúng rồi, em có cách. Để em xíu nha. Trong này hẳn phải có gì đó để dùng chứ. À, đúng rồi. Mình sẽ dùng tấm rèm này. Cháu yêu, con đang làm gì vậy? Xin lỗi bà, nhưng con cần rèm. Cả gối này nữa. Quay lại đây. Wow, có gối này. Đây chính xác là thứ mình cần. Thông minh đó. Giữ đó cho chị. Mình không muốn bị nhăn. Nên phải giữ cho thật thẳng thớm. Tự mình làm sắc sắc luôn nè. Trông ấm cúng hơn hẳn. Chờ, chị có trần nhà ra. Vậy chúng mình phải làm gì? Em biết. Mình có thể dùng bông trong gối. Và chị có dây đèn led nè. Sẽ gắn đèn lên trần nhà. Dán dây đèn xung quanh rìa nha. Và rồi mình sẽ dùng bông phủ lên chúng. Đúng là mềm mịn như bông. Wow. Mơ bật đèn lên nào. Mở lên nè. Wow. Cảm giác như ngồi bên dưới mây. Đẹp quá đi mất thôi. Đi nào, mình vẫn còn việc phải làm. Mệt phết rồi nè. Nhưng không nghỉ được, chị cầm gối đi. Chỗ này sẽ cực kỳ thoải mái cho mà xem. Đó là cái cuối rồi. Mình có thể đặt giường ở trên. Để em nhảy lên. Quá cao đối với em. Chị cũng thế. Để nghĩ cách xem nào. Jasmine, ra đây chị bảo. Dạ, em hiểu rồi. Sẵn sàng, lên. Ok, thử lại lần nữa nhé. Em nặng nhiêu ký vậy. Đừng bao giờ hỏi con gái cô đó.
Cách này không ăn thua. Phải có cách dễ hơn chứ nhỉ? À ha, đợi chị một xíu nha. Nghĩ xem nào. Cái này không được. Hay là cái đó nhỉ? Chuẩn luôn nè. Mình sẽ dọn cái kệ. Không cần mấy cái này. Xin lỗi Hagi Wagi. Hẹn gặp lại sau. Giờ thì quay lại với làm thế không lịch sự đâu. Tôi có cái này cho cậu. Ra tớ. Từ từ đã. Tôi phải di chuyển kệ giúp tớ. Chết. Đẩy. Thêm một chút xíu nữa thôi. Ok, vậy là được rồi. Mình đã thỏa thuận rồi. Chết tớ. Bye bye. Gì đấy? Đó là câu chuyện dài. Nhưng xem đây này. Mình cần vài cái gối và một cái chăn. Hết sẻ con bà bảy. Quá là đẹp luôn. Ồ, dễ thương muốn xỉu. Mình phải xử lý phần không gian trống kia nữa. À đúng rồi, mình phải gọi cho một người. Chào, tôi muốn thuê chị. Chị đã đến rồi à? Chào! Tác phẩm thật đáng ngưỡng mộ. Không nhìn lén. Họa sĩ vô cùng nâng niu những tác phẩm của họ. Em thích lắm. Cảm ơn chị nhé. Hả? Chỗ còn lại đâu? Thu khỏi đi. Này, quay lại. Em có thể dùng đống toàn vẽ trắng này. Hả? Vậy là mình phải tự trổ tài rồi. Mình sẽ dùng toàn vẽ đầu tiên, rồi tô son màu hồng lên. Mình muốn những nét vẽ thật mượt. Mình sẽ tô kín cả cái toàn vẽ. Sau đó mình cắt hình chú voi này ra. Mình sẽ làm tương tự với các toàn vẽ khác và với các con vật khác. À, biết rồi. Này, anh bạn nhỏ. Chị mượn xe đạp của em nhé. Chị sẽ cho em thanh sô-cô-la khổng lồ này. Lấy đi. Và chị lấy được chứ? Không á. Nhóc đúng là người giỏi thương lượng. Còn điện thoại mới thì sao? Được. Đưa chị chiếc xe đạp đó nào. Ok. Đây là lời đề nghị cuối cùng của chị. Chắc rồi. Wow, có chuyện gì vậy? Tôi sẽ lấy cái này. Đưa chị gái tốt bụng này xe đạp đi con. Của cô hết đấy. Gia đình dễ thương ghê. Lái thôi. Mình sẽ bắt đầu bằng việc phun sơn vàng cho xe đạp. Để làm cho nó trông sang trọng. Không được sót chỗ nào. Bánh xe nữa. Mình phải để sơn khô. Sau đó đặt một tấm kính lên trên. Cái bàn ngộ nghĩnh. Mình sẽ gọi một ít mì, một ít. Này, cái gì vậy? Wow, cái bàn của mình đẹp quá. Đợi đã. Chúng ta cần đồ ăn vặt. Tớ có bỏng ngô. Không tin nổi là tớ chưa từng có bàn đấy. Chỗ ăn mì, cậu sẽ thích. Cậu thấy đấy, tớ còn không trang trí phòng. Đó là điều kỳ diệu của TV. Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Rõ ràng là chân cậu có mùi nhưng đó là tấm thảm. Tớ đã định hút bụi nhưng không có máy. Chúng ta phải làm gì đó. Yeah, chắc rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc quét rác. Mưa bỏng ngô đây. Tớ nghĩ tớ mất mắt kính rồi chứ. Thấy được rồi. Nhiều rác quá. Tuyệt, mình không cần giặt đồ. Này, tớ đang ăn dưới này đấy. Ôm tớ đi. Ouch, đủ rồi, tôi đi ra đây. Ra khỏi đây đi. Thật may là chuyện này đã kết thúc. Để tớ nghĩ. Biết rồi. Cô ấy nói chuyện với ai vậy? Mình sẽ bắt đầu từ việc dán băng keo trên tấm thảm. Mình sẽ đánh dấu các phần và làm các hình thù khác nhau. Băng keo sẽ giúp hướng dẫn. Và sơn xịt sẽ cho chúng ta màu sắc. Mình có thể xịt mỗi phần một màu. Nó sẽ trông như một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chỉ cần lột băng keo ra.
Cậu nghĩ sao? Không thể tin nổi là cùng một tấm thảm đấy. Trông đẹp quá. Ừ, lại đây nào. Thật sự khác biệt. Wow, phải căn phòng cũ không vậy? Chúng ta còn vài bước cuối cùng thôi. Có gì trong cái hầm đó vậy? Mở ra đi. Cậu biết không, tớ không biết trong này có gì. Xem thử nào. Chúng ta có thể dùng cái này. Nó thực sự sẽ mang đến cảm giác như ở nhà. Trông sẽ đẹp đấy. Quên mất tớ có mấy thứ này luôn. Tớ nghĩ đủ mọi thứ rồi đấy. Nhìn được ha. Chúng ta thật giỏi. Nhưng tớ sợ tớ không hợp với căn phòng. Đừng lo. Tớ không chỉ biến đổi phòng ốc thôi đâu. Chúng ta có thể bỏ cái này. Wow, cảm ơn nhé. Mọi thứ trông tuyệt quá. Thật vui vì cậu thích. Hey, còn phòng của cậu thì sao? Xem ra mình còn việc khác để làm rồi. Từ giờ con được an toàn rồi. Hãy gọi mẹ là mẹ nhé. Đây là nhà con, bé cưng à. Sô-cô-la. Cất đi để dành này. U là trời, mình cần quần áo mới. Cái thùng rác to đùng đâu rồi nhở? À ha. Thứ này còn tả tơi hơn áo của mình nữa. Trời ơi, con yêu. Cái đấy bẩn lắm. Quay lại đây nào. Để mẹ đưa con đi mua sắm nhá. Bắt được rồi. Đừng đục lại thùng rác nữa nghe chưa. Con muốn gì mẹ cũng sắm tất. Alo, chào cô. Chúng tôi cần quần áo, ngay. Không, tôi đang gấp lắm. Wow. Bé con thấy thế này đã đủ chưa? Có vẻ đúng cỡ của con rồi. Còn mẹ cười vậy mới xinh đấy nha. Anh sẽ đợi. Wow, con đúng là công chúa nhỏ. Con bé cưng quá anh ha. Cứ có túi là con thích cả. Cái này sẽ đánh thức cô tiểu thư nhỏ đang say ngủ. Chào buổi sáng, bắt đầu một ngày mới thôi. Dĩ nhiên không được để chân lạnh rồi. Dép đây, tiểu thư mau xỏ chân vào. Mong là tiểu thư đã đói bụng ạ. Nhưng trước tiên chúng ta phải đánh răng cái đã. Bàn chải của tiểu thư đây ạ. Tiểu thư có thích đánh răng bằng vàng không? Là thật hay mơ vậy? Nở nụ cười triệu đô nè bà con. Chờ chút đã. Sao không ai nói là nhà mình có mèo vậy? Ồ, lông của em mượt quá. Em khát à? Có thích sữa lạnh không nào? Ngoan quá nè. Nhanh nào, bắt đi bé. Sao không chịu chơi gì hết? Thôi kệ, có còn hơn không mà. Hả? Ồ, bé con đáng yêu quá đi mất. Chờ bố chút. Con yêu ơi, có bạn muốn gặp con này. Bé mèo đầu tiên của con đấy. Con muốn đặt tên cho bé là gì cũng được. Bố tìm thấy ở tiệm thú cưng đấy. Chơi vui nhá. Món nào cũng ngon hết. Cho tôi mấy món ngọt trắng miệng nữa nhé. Em rất thích chỗ này anh ạ. Sao cái gì bố mẹ nuôi cũng có hết vậy? Tuyệt vời ông mặt trời. Món này trông xịn sò thật đấy. Mẹ nói thật đấy ạ. Trông như slan thì đúng hơn. Con không ăn đâu. Rong biển đấy bé con. Thôi ạ, nhìn sợ lắm. Toàn mùi biển cả thôi. Ai vậy nhỉ? Chú chim ấy được ăn burger kìa. Chuẩn, con muốn ăn giống bé chim ạ. Hả? Vui quá đi. Tùy ý con vậy.
mình trấn tĩnh lại rồi đây. Đây là món mà Richard đã gọi ạ. Ôi trời, bố chưa bao giờ ăn khoai chiên hết. Món nhỏ xíu này trông hay phết. Gì đấy trời, đồ ăn nhanh á. Tuyệt cú mèo. Cho gọi thêm 2 suất nữa. Wow, mình thích đôi mắt nâu của anh ấy quá. Anh ấy dễ thương ghê. Mình xem cái này cả ngày cũng được. Con yêu ơi, con đang xem gì vậy? Lại là TikTok của Kevin à? Bé yêu ơi, sao ạ? Ta-da, Kevin đến rồi. Ừ, là anh đây. Tụi mình làm bạn thân nhé. Nào, nghe nói em thích sô-cô-la nhở? Nhưng tụi mình quay TikTok trước đi. Đi theo anh nào. Video này sẽ nổi ầm ầm cho mà xem. Nhảy đẹp lắm. Con yêu của bố giỏi quá nè. Chơi vui không bé cưng của bố? Quả bóng lăn vàng gầm sofa rồi. Dưới này bẩn khủng khiếp. Sao nhiều vụn bánh thế nhỏ? Mình phải xử lý vụ này thôi. Không ai dọn thì mình sẽ dọn cho sạch. Nhưng mà phải bảo vệ tay trước đã. Có vui không con? Con không phải lau dọn đâu. Chúng ta thuê người dọn dẹp mà. Hả? Ông chủ gọi tôi ạ? Cô giúp việc lành nghề nhỉ? Không biết đống này để làm gì ta? Thử xem có gì hay không nào. Toàn màu mình thích này. Dùng tay luôn cho nhanh. Mềm hơn mình tưởng đấy. Trông mình cũng xinh đấy chứ. Wow, ăn thử xem có ngon không nhé. Thôi, mình nghĩ lại rồi. Món kẹo này ăn kinh khủng quá. Thôi kệ đi, chơi tiếp nào. Mẹ ơi, nhìn con giống hệt mẹ này. Mỹ phẩm của tôi. Con làm gì sai ạ? Con xin lỗi mẹ. Trời ơi, toàn đồ đắt tiền của mẹ đấy. Thế là đi tong mấy nghìn đô. Em chỉ... Sao con bé lại nghịch ngợm vậy chứ? Biết ngay là mình sẽ bị đuổi mà. Đành trở về bãi rác mà sống thôi. Nhưng ở đây thích thật đấy. Toàn là đồ ăn ngon thôi. Nhưng mình sẽ nhớ bố mẹ lắm. Mình không đi đâu. Con yêu ơi, con xin lỗi vì đã nghịch đồ của mẹ. Bố mẹ tha thứ cho con nhé. Từ sau đừng làm thế nữa là được. Bố mẹ lúc nào cũng yêu con mà. Ê, có trứng này. Mình có thể làm món trứng tráng. Ta-da. Còn quả này thì sao? Để một quả, úm mà làm mở ra. Mình chỉ còn một cơ hội nữa. Con yêu, không. Đặt cái gậy xuống đi. Được rồi, nhìn quả trứng nhé. Bỏ vỏ ra khỏi chảo này. Làm nhiều sẽ quen tay. Trời, đi học về ăn mấy cái này chán quá. Nè, chán lắm. Này, mở tủ lạnh xem có gì đi. Mẹ lúc nào cũng để nhiều đồ. Thấy không? Sáng nay chắc chắn là đâu có cái bánh này. Xử nó thôi. Không biết bánh này được bao nhiêu miếng. Cẩn thận đấy nhá. Thìa, sẵn sàng. Tụi mình sẽ được ăn thật ngon. Đã quá đi mất. Có phải không nào? Khoan, có tờ giấy bên dưới bánh. Bánh cho mẹ. Thôi xong đời rồi. Hay là tụi mình làm cái bánh khác. Marshmallow có được không? Với sô-cô-la thì được. Chỉ cần đặt các miếng vuông lên trên khắp đĩa. Sau đó đặt marshmallow siêu to khổng lồ lên.
Và cuối cùng này, cho đĩa vào lò nướng trong một lúc. Hẹn gặp lại sau. Khi mọi thứ trông giống như thế này thì ta có thể lấy ra. Cẩn thận, siêu nóng đấy nhé. Chà, nhìn món ngon mà xem. Mẹ sẽ mê cho mà xem. Mẹ về rồi. Chào con yêu. Còn nhớ ngày sinh của mẹ. Đây, dùng bánh ạ. Chà, sáng tạo quá con yêu. Sốt kẹo dẻo tan chảy, dẻo dai và ấm nóng. Vị cứ như mùa hè trên đĩa vậy. Tuyệt, con trai cưng của mẹ có khác. Yêu con. Yêu. Yeah, em cũng muốn thử món ngon này. Nước chanh tươi cho bạn. Hãy đến đây nào. Chào mọi người, ở đây nhiều lắm, lại đây. Mọi người khát lắm ha. Uống thỏa thích. Nhanh cứ như cơn gió ấy nhở. Mình chẳng còn lại giọt nào. Bây giờ mình phải bán gì đây? Chuyện gì thế? Con hết nước chanh rồi. Ồ, tội nghiệp ghê. Nhưng có lẽ con có thể đổi loại nước. Thấy quả dưa hấu chứ? Cắm thanh này xuyên qua vỏ này. Rồi kéo nó ra. Và con đã tự làm được một cái vòi nhỏ. Nè, chỉ cần cắm vòi này vào là ok la. Vừa như in luôn. Giờ hãy dùng dao cắt một hình vuông nhỏ ở trên đỉnh. Rồi cho dụng cụ xay vào để tạo nước ép. Con thấy hết mọi thứ bên trong. Và giờ thì đến phần vui này. Cho một cốc nước ép dưa hấu với ạ. Nước ép không thể tươi hơn. Và giờ là giải thưởng cho sự vất vả nãy giờ. Giờ chỉ cần đổi biển hiệu thôi. Vậy là xong. Vâng ạ, mời quý khách vào dùng. Có đủ cho tất cả mọi người. May mà cái chăn này đủ rộng. Làm mới cho cái sofa này, thấy không? Tuyệt. Wow. Không sao đâu, chỉ cần che rèm lại là được. Chúng ta chính thức xem phim 3D thôi. Tuyệt. Không, tắt. Có thế chứ. Có vẻ con bé đang gặp rắc rối hả? Cảm ơn bố cho con bỏng ngô. Hả? Thứ này bị sao vậy trời? Betty, mặt nhăn như khỉ vậy. Mặn à? Cái tính kén cá chọn canh. Thế này thì còn xem phim gì nữa? Xỉ, Betty, con muốn ăn đồ ngọt à? Không. Thôi được rồi. Lúc nào ăn uống cũng kén chọn lắm. Mình có thể làm bỏng ngô đặc biệt. Nhưng thay vì lò vi sóng, mình sẽ nấu trong chảo trên bếp. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Vì con bé thích đồ ngọt nên mình sẽ cho caramel vào. Và giờ ta để nhiệt thực hiện phép màu. Chảo đang nấu rồi kìa. Dầu bắn tung tóe ha. Nhưng thế càng tốt chứ sao. Và bạn sẽ ngay lập tức có được bỏng ngô thơm ngon. Hay đúng hơn là ngô caramel. Mùi cũng thơm nước mũi. Này Betty, con đã ngủ rồi sao? Ồ, chán ghê. Vậy thì mình lại càng được ăn thôi. Ngon quá. Mở quả này thế nào đây hả trời? Bị nát chảy nước ra luôn. Rõ lắm lông. Cứ như liếm con mèo ấy. Hay là mình cắt ra nhở? Cũng ổn đấy chứ. Nhưng mình cắt hết quả đi rồi. Chẳng còn gì mấy mà ăn. Chán hết chỗ nói. Mình là đầu bếp dở nhất quả đất. Con yêu, con đang làm gì đấy? Con khóc đấy à? Quả kiwi ghét con. Ôi chà, để mẹ xử lý. Nghĩ xem nào. Thấy không? Cầm dao và cắt như thế này.
rồi lại cắt làm đôi một lần nữa. Và làm tương tự với cả bên kia. Giờ thì nhấn nó vào thành cốc như thế này, cho đến khi vỏ tách ra khỏi quả. Và nó rơi thẳng vào trong cốc. Xong hết rồi, thấy không? Mẹ ơi, mẹ là thần đồng cắt hoa quả. Wow, miếng này trơn quá đi mất thôi. Chà, may không rơi. Nhưng có lẽ con nên ăn bằng dĩa. Ta-da! Vâng ạ, con cảm ơn. Ngon. Con là quả kiwi nhỏ của mẹ đấy. Của con đấy, David. Eo ơi, trông như bát bùn ý mẹ ơi. Thôi ngoan nào, tốt cho con mà, thử ăn xem. Con không chắc đâu mẹ ơi. Kinh, con không ăn đâu. Lõm bõm ghê lắm mẹ. Thế còn cái bánh ở đằng kia thì sao? Mình có tâm trạng cho nó hơn nhiều. Thật nhiều kem sô-cô-la. Không, đừng có mơ ông tướng ạ. Mẹ biết, lúc nào con cũng thích ăn cam mà. Nhưng vẫn không ngon bằng bánh mẹ ạ. Thôi khỏi. Hay là mình còn thứ gì khác? Sữa chua giàu protein. Xem mẹ có gì cho con này David. Con không biết. Chắc con không thích đâu. Khoan, mình đã nghĩ ra một ý còn hay hơn cơ. Sẽ chỉ cần chuẩn bị một chút thôi. Đầu tiên bóc vỏ cam, rồi dùng que gỗ đâm qua như thế này. Đặt chúng vào một cái ly lớn. Giờ thì đổ sữa chua yêu thích của bạn vào. Loại này ăn với trái cây thì bá cháy bọ chét. Và bạn có thể cho bao nhiêu vị khác nhau tùy thích. Cái ly sắp đầy rồi nè. Giờ thì chỉ cần bỏ vào tủ lạnh một chút. Và chỉ trong nửa giờ, chúng ta đã có món ngon cực xịn. Chỉ cần đặt nó xuống và kéo que ra thôi. Không có que, mọi thứ vẫn gắn với nhau. Rồi cắt thành nhiều lát nhỏ. Bên trong thật đẹp phải không nào? Cứ như có món tráng miệng ngọt mà không cần cho thêm tí đường nào. Bữa sáng của con ạ. Chuẩn không cần chỉnh. Thơm quá. Cá là mình có thể chọc trong 2 giây. Bố ra cửa hàng ạ. Và bố mua cho con món con thích đây. Kèm vani thơm ngon nhé. Xem nào, bố còn có vài thứ nữa. Đây là thứ duy nhất con quan tâm. Nhưng sao kem lại mềm thế này? Cứ như là xúc kem ấy. Không chịu. Ôi thôi, đừng khóc. Đây, để bố sửa lại cho nhé. Này, cho bố dùng đồ chơi đặc biệt nhé. Bố đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Cho loại hạt yêu thích của bạn vào các lỗ nhỏ này. Sau đó đổ kem tan chảy vào trong. Bạn có thể sử dụng vị tùy ý thích nhé. Nhưng nhớ phải đổ kín mọi thứ đấy. Hoàn hảo. Giờ thì cẩn thận đặt nó vào trong ngăn đá. Và cố gắng đừng làm đổ nhé. Và giờ ta đợi khoảng 10 phút thôi. Xong cả rồi. Chỉ cần đặt úp nó lên đĩa thôi. Thấy không? Tuyệt vời ông mặt trời bố ơi. Khoan, suýt thì quên mất phần đỉnh nhất. Con thích sốt sô-cô-la phải không nào? Của quý cô đây. Bố là nhất bố ơi. Có vẻ mình đã dùng hết hạt rồi. Chẳng còn gì cho mình. Cứ như có bữa tiệc trong miệng vậy. Rất vui được giúp con. Thổi cái phào này đến Tết Công Gô mất thôi. Khoan, đằng kia có vụ gì thế nhỉ? Này Lexi, cậu đã định xuống hồ bơi chưa thế? Tớ thích đi biển lắm. Mà hôm nay trời cũng đẹp nữa cơ. Chỗ này có vẻ ổn thị áp để ngồi nè. Nhìn cô ta kìa, không thèm để ý túi luôn. Mình sẽ chôm chỉa cả hai luôn. Đỉnh của chóp. Giờ để coi còn có gì cho mình chôm nữa không nhỉ? Mình thích ánh nắng ấm áp của mặt trời quá. Khoan, sao mình lại cảm thấy như thể có người theo dõi vậy? Hả? Đằng kia có ai đấy? Dùng cả ống nhòm luôn cô á? Thôi không, cậu ta thấy mình mất rồi, giả điên nào. Sợ dùng cả mình luôn.
chắc mình phải kéo túi lại gần hơn mới được. Biết sao không? Mình phải giấu hết tiền luôn thôi. Tiền của mình sẽ nằm yên ở đây, gấp lại đã. Nhưng biết sao không? Tã sạch thì nhìn còn bình thường quá. Đến lúc dùng đến sô-cô-la rồi. Để lên trên tã và đợi nó chảy ra này. Oh yeah, chảy tè le ra lươn rồi. Giờ phết phết ra chút xíu nữa. Nhìn kinh dã man con ngan, sẽ không ai thèm nhìn cái này đâu. Mình đúng là thiên tài, thật luôn đấy. Mình sẽ không phải lo về vụ mất tiền nữa rồi. Oh, cậu ta ngồi dậy và để lại túi kìa. Cơ hội chống chỉa thêm một bịch snack nữa là đây. Nhỏ này có bị ngốc không thế? Cứ vậy mà để túi ở đây à? Thế thì càng tốt nhé. Wow, không thể nào, kinh quá. Hay là mình lấy cái túi bên dưới tã nhỉ? Thôi, dẹp đi, tã bẩn chết đi được ấy. Thôi rồi, cậu ta đang quay lại kìa, mình phải phắn thôi. Đi dạo xong thấy thoải mái quá. Ồ, nhìn nè, tã bẩn vẫn còn y nguyên luôn. Nó giúp tiền vào túi của mình không bị trộm thành nghề á. Chắc chắn là mình sẽ dùng mẹo này lần nữa. Đến giờ ăn bánh rồi. Ôi, trời. Không thể tin vào mắt mình luôn. Chắc mình ói xỉu mất thôi. Tên trộm chạy như ma dí kìa. Hải quá đi mất. Hôm nay trời nóng quá đi thôi. Nhưng đến nơi rồi. Cơ mà đói như con sói luôn. Ai mà ngờ đi bộ đường dài lại làm mình đói cơ chứ. Chả, để xem mình có mang quả vặt gì nào. Cái túi này to với sâu hơn mình tưởng ý. À, đây rồi này. Tìm thấy cái gì nè. Và... là xịp sao? Mình đâu có cần cái này. Mình có mang con gấu này đâu ta? À, đúng là món mình đang tìm rồi. Chuối đó bà con. Nhưng chả... chuối thì có hơi chán quá. Không đời nào. Ly gì kìa, cậu ấy có mang marshmallow nướng nữa chứ. Cậu nghĩ sao nào chuối vàng, tụi mình triển luôn nhé. Ok, mình sẽ cần dụng cụ. Ồ, cái lon đằng kia trông được đấy. Mình cần cắt lon ra thế này, kiểu như lột vỏ ấy. Chuẩn nhỉ chuối. Tiếp theo mình sẽ cho một miếng giấy bạc lên trên cái lon. Tớ sẽ gấp giấy bạc ra đằng sau mấy cái cánh này. Đỉnh của chóp, tớ đã làm xong vỉ nướng than rồi đó cả nhà. Đã đến lúc bật lửa và chờ than bén vào rồi. Ok chuối ơi, đến lúc tỏa sáng rồi đó. Mình sẽ tách vỏ chuối theo chiều dọc như thế này. Đến phần xịn sò nhất rồi. Nhồi sô-cô-la chip và marshmallow vào chuối nào. Và đến lúc nướng em ấy trên cái vỉ này rồi. Giờ mình sẽ chờ cho nó chảy ra và chín này. Ok, chắc vậy là đủ lâu rồi. Nhìn đống sô-cô-la marshmallow và chuối dẻo dẻo nhỏ kìa. Ngon lành quá. Lexi, này, chào. Tớ nè, Lizzie. Cậu có cái gì đó, tớ có mang theo thìa này bố. Được rồi, cho cậu miếng chuối trong thuyền này nè. Cảm ơn nhé. Nhìn ngon rơi nước mắt luôn, chén ngay nào. Oh wow, ngon thật sự luôn. Cậu thông minh quá à. Cảm ơn cậu, nè, ăn nữa đi gái, còn nhiều lắm á. Đúng là một buổi chiều thoải con gà mái. Lexi ơi, tớ thích hồ bơi lắm luôn ý. Xuống đây chơi đi. Được chứ, đợi tớ ăn hết bánh đã nha gái. Cái gì? Thôi nào, còn nhiều bim bim lắm ý. Xuống mau đây. Ngon thế này mà không ăn hết thì phí lắm á. Lexi ơi, đi nào. Xuống nước chơi với tớ đi. Nước đã lắm luôn. Đến lúc đi bơi rồi. Cậu đùa tớ à? Thôi nào, ăn lâu thế thì tới mồ quýt mất thôi. Cậu nói phải, đợi tớ xíu. Mà khoan, bim bim, xuống hồ cái coi. Ừ rồi, tớ đến nè, đừng đi đâu nhá, tớ phải dùng thang ý. Ok, tới rồi, tớ đang ở hồ bơi với cậu này. Tớ muốn chén bim bim chút thôi. Vào miệng dùng đi. Không, làm rơi xuống nước mất rồi. Cậu hâm thật đấy Lexi. Nhìn nè, cậu cần cái này để má. Tớ có phao xinh xinh cho ly nước của tớ á. Ồ, nhìn hay ho thật sự đấy. Và nhìn cũng đáng yêu nữa. Tự nhiên mình có ý này. Ok, mình có cái ly nhựa này nè. Đặt đĩa lên trên đó đi. Vậy là tớ có thể rót nước ngọt vào rồi. Ăn bim bim mà không có nước ngọt thì khô lắm á. Đấy, vậy là đủ rồi nhé. Và đương nhiên là tụi mình cũng cần ống hút nữa. Như thế mới có cảm giác nhiệt đới. Ta da, đến lúc trở lại hồ bơi cùng với bim bim rồi. Tớ nè, nhìn nhé Lizzie, tớ có cách mới xịn sò để ăn bim bim trong hồ bơi rồi. Wow, đỉnh cao, tớ rất ấn tượng luôn đấy. U là trời, hết nước sử rồi, chán như con rán. Chả, thế thì uống nước hồ bơi cũng được mà. Trời dưới hồ bơi vui ghê, tớ thích mùa hè quá. Này Lizzie,
xin lỗi vì đến trễ nhé. Tôi ghé cửa hàng tại tôi nghĩ tụi mình sẽ thèm bánh quy. Nước ngọt nữa. Và cả mũ nè. Ủa? Gì? Oh, khoan đã, tớ nghe điện một phát. Đây, cầm giúp tớ với nhá. Trời ơi, nặng muốn xỉu á. Cậu ấy cất cái gì trong này vậy không biết. Ôi là trời, mang cả một quả dưa hấu mới ghê chứ. Cậu ấy định làm gì với quả dưa này vậy trời? Chà, để xem còn gì nữa nào cả nhà. Có con dao, chuẩn rồi. Chắc là để cắt dưa hấu chứ gì nữa. Ủa, đây là dao nhựa mà. Có cắt được miếng nào đâu mà. Thôi nào, dao bé tí, cậu có thể cắt mà. Tôi tin tưởng ở cậu đây. Còn chả xây xước chút nào luôn ý. Mình sẽ dùng kéo luôn vậy. Ok, dưa ơi, người sẽ phải trả giá. Tuyệt, ok, nhìn hơi bị ổn áp luôn nhé. Thế là xong. Khoan, gì vậy trời? Mình chỉ khắc được mỗi cái trái tim này thôi hả? Quả dưa này là mình tức cái nách quá à. Nhà người tới công chuyện rồi đó nha. Ủa? Không bể luôn đó mà. Chắc đùa mình hay gì vậy? Chắc đây là một trái siêu dưa rồi. Chẳng có gì xuyên qua nổi nó cả. Tuyệt, ok. Xíu tôi nói chuyện với cậu sau nhé, bye bye. Xin lỗi cậu nhé, tớ tưởng nói chuyện nhanh cơ. Ok, đưa quả dưa cho tớ xem nào. Ok, cảm ơn cậu. Giờ nhìn này, tụi mình sẽ cắt quả dưa bằng tăm đó gái. Xem nhá. Boom, cây tăm xuyên qua phần vỏ rồi đấy. Xem tớ xuất chiêu nhé. Hay ya. Wow, cậu làm hay vậy mà. Phi thường thật đấy. Sức mạnh nội tại của tớ mà. Giờ tụi mình có thể tách quả ra rồi. Của cậu này, nửa của cậu á. Yay, tớ thích dưa hấu tươi lắm. Thèm ơi là thèm á. Quả dưa này ngọt xỉu luôn. Đã miệng dễ sợ. Chả cần thìa luôn đi má ơi. Cứ cắn là được rồi. Chiều hôm nay tuyệt quá à. Cảm ơn Lexi nhé. Và cậu chẳng thể tin nổi cậu ta nói gì đâu. Wow, chỗ này thích thật đi. Tụi mình phải tổ chức picnic ở đây thôi. Lấy tấm mền và nước này. Phải mở túi mới ăn được ý mọi người. Ôi không. Ôi. Tôi không cố ý đâu bạn mình ơi. Hay thật, bỏng ngô văng tứ tung luôn rồi này. Giờ mình phải làm gì đây? Chả có cái tô nào để hốt lại cả. Khoan, tụi mình có cuộn khăn giấy này mà. Có lẽ tớ sẽ chế ra được thứ gì đó hay ho. Ok, tớ có khăn ăn đây rồi. Giờ tách hai lớp ra này. Phải làm thật cẩn thận nhé. Chỉ cần tạo ra một cái túi ở đây thôi. Hoàn hảo, vậy là được. Giờ bỏng ngô có thể đi vào bên trong rồi. Ta-da, tớ làm túi đựng bỏng ngô bằng khăn ăn nhé bồ. Giờ mình có thể nhấm nháp món ăn vặt mặn mòi này rồi. Wow, Lizzie ơi, tớ thấy hơi bị ấn tượng luôn đó nha. Lizzie đừng, nước ngọt kìa. Hả? Suýt thì tiêu tùng. Nhưng tớ bắt được rồi á. Để xem, ước gì mình chế được cái nắp nhỉ. Nè, khăn ăn lại đến giải cứu đây. Thông minh quá, thế nào cũng ra gì cho xem. Chỉ cần đảm bảo là giấy phẳng phiu thôi. Rồi kéo qua nè. Đấy, vậy là xong. Và giờ khăn giấy đã biến thành nắp rồi đó. Xem nhé. Thấy chưa, nước ngọt hết đổ ra rồi. Ui, hôm nay tụi mình sử dụng khăn ăn hiệu quả nha. Nè, ăn mừng bằng bỏng ngô thôi. Hôm nay trời nắng quá. Nắng vỡ đầu ý. Mình thấy nóng muốn xỉu ngang luôn rồi. Cái quạt này chả làm mình được mát hơn miếng nào cả. Không hiểu kiểu gì luôn. Sao hôm nay ông mặt trời nóng quá vậy? Đáng lẽ mình không nên nhìn thẳng vào mặt trời như thế. Này, cậu sao? Rồi, cậu cứ uống tự nhiên đi gái. Wow, chậm chậm thôi bà ơi. Uống vậy thì sao mà kịp thở? Đưa đây nào, cái này sẽ giúp mình mát hơn xíu á. Ngày nóng mà được ăn kem thì tuyệt quá. Wow, cậu có thấy người tớ đang thấy không? Để làm quen cái coi. Chào đàng ấy. Hả? Này. Hả? Eo ơi, dẹp đi má. Khoan, ảnh đi à? Đi đâu vậy? Mà sao thế ta? Ôi không, cây kem này chảy hết ra tay và ngón tay của mình rồi. Khổ ghê. Tay cậu ấy bẩn đến nỗi ông anh kia biến luôn. Chà, dù cậu ấy trộm kem của mình, nhưng mình có thể giúp nhỉ. Mình có thể giải quyết vụ này cho xem. Chỉ cần dùng chai nhựa này thôi. Nghiêng nghiêng thế này nè. Thế là xong, mình đã giải quyết vấn đề kem chảy rồi nhé. Nè, giờ kem đã được đựng trong này rồi. Cái chai á. Kem đã trở lại rồi, cảm ơn cậu nhiều. Anh chàng ấy quay lại kìa má. Cô nàng hết bị dính kem rồi kìa bà con. Là trời, anh đẹp trai đang tiến về phía này nè. Chào, em khỏe không? Tụi mình đi dạo chút xíu nhé.
À, mình đúng là một người bạn tốt. Cậu ấy sắp đi đu đưa rồi kìa. Hãy chắc chắn chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ niềm vui nhé. Hãy chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều mẹo và thủ thuật hay nhé. Mọi người sẵn sàng chưa? Các nàng hãy khởi động máy. 3, 2. Chờ một chút. 1, chạy. Bum, bum. Thế là điên rồi. Ôi không, đâm xe rồi. Cuộc đua rất kịch tính, mình không thể rời mắt. Đó là cuộc đua quyết phân thắng bại. Woohoo, cậu thắng. Cậu là giỏi nhất. Chúng ta đua cùng được không? Gì? Không. Cậu có xe hơi không? À, thì không. Thế mà cũng đòi đua xe cơ đấy. Chúng mình chẳng bao giờ được chơi vui. Lại còn hết đồ ăn vặt. Nhưng tớ đã có một ý tưởng. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ cắt mở hộp này. Giờ thì gấp nó lại. Mình sẽ cắt một lỗ lớn ở giữa và các lỗ nhỏ hơn ở mặt bên. Tiếp theo mình sẽ sơn nó. Mình sẽ sử dụng màu hồng tươi này. Màu nền đẹp xuất sắc. Mình sẽ phết sơn lên hộp, phủ một lớp mỏng đều. Ưng bụng quá đi. Giờ chờ cho sơn khô. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Mình sẽ cắt hình bán nguyền bằng bìa cứng, rồi gấp phăng mép lại. Đây sẽ là bánh xe nha. Mình sẽ làm bánh xe và các lỗ ở hai bên. Cuối cùng mình sẽ trang trí cho xe hơi. Đây sẽ là capo này. Chúng ta sẽ cần đèn. Phải có đèn mới nhìn thấy đường chứ. Mình đã sơn màu hồng cho khoe gỗ. Đặt lên nắp capo này. Mình đã làm ghế bằng một miếng bờ biển. Và đây sẽ là kính chắn gió. Đi thôi. Chúng ta phải thắng cuộc đua này. Cái gì thế? Xe của búp bê. Nếu cậu nói vậy, làm sao đọ được với xe của tớ? Xe của tớ siêu mạnh đó nha. Còn tớ có que kệ. Lên. Wow, chiếc xe chạy nhanh chưa kìa. Wow, hồi hộp quá. Đừng đụng vào tớ. Khoan, cái gì vậy? Tính mắt ghê mẹ con. Em đã làm rất tốt. Wow, búp bê trong rác. Đúng là như trong mơ. Cậu có trời bãi rác vậy à? Xem tớ thấy gì nè. Đó là búp bê á? Đây mới là búp bê. Wow, giống như một nàng công chúa. Nhưng búp bê của tớ có nhà. Leo. Ôi, cô gái hồn nhiên. Chống mắt lên mà xem này. Nó có trang thiết bị hiện đại nhất. Búp bê của tớ rất vui khi sống ở đây. Xịn hơn ngôi nhà biệt cứng của cậu. Ra là như thế hả? Chiến luôn. Chơi luôn. Bắt đầu thôi. Welcome home. Hả? Ở đây có hơi chật chội. Giàu có thật là sướng. Có thể mua những thứ tốt nhất. Thật không công bằng. Nhìn bộ quần áo của cậu mà xem. Vừa bẩn vừa rách nát. Ước gì tớ có thể mua cho cậu một chiếc váy đẹp. Chiếc váy này đẹp hút hồn luôn. Vì cậu xứng đáng. Cậu ấy chỉ đang khoe mẽ. Mình đã có cách rồi. Mình sẽ tận dụng áo len. Cậu đang làm gì thế? Cứ giả vờ như mình chưa thấy nhé. Mình nghĩ ra một ý hay. Mình sẽ cho búp bê vào trong tay áo. Không giống như mình tưởng tượng lắm. Hay là tớ quấn nó quanh người cậu? Không, còn xấu hơn. Cách này không hiệu quả. Chờ chút. Gì thế? Mình có thể sử dụng túi ni lông này. Yeah, ok là đấy. Đã đến lúc thay đổi diện mạo. Mình sẽ cắt túi thành hình chiếc váy. Rồi đặt túi lên trên búp bê nè. Mình sẽ buộc nó quanh eo. Wow, chiếc váy dễ thương xỉu. Cậu phải được lên sàn diễn thời trang. Cậu thật lộng lẫy. Eva, cậu xem nè. Hả? Cậu đang đùa tớ à? Điều này không thể xảy ra. Đây là tình huống khẩn cấp. Rất đúng lúc. Đây là chiếc váy mình muốn. Làm từ vàng nguyên chất. Wow, nó rất hợp với cậu đấy. Nhìn cậu cứ như ngôi sao điện ảnh. Đẹp quá đi. Nhìn qua đây đi. Kiểu gì cậu cũng thấy ghen tị cho mà xem. Wow, đẹp quá đi mất. Tụi mình nên tổ chức một bữa tiệc. Hả? Không. Đũa mất mà tròi mâm son. Thôi kệ đi. Khó quá đi mất. Quyết định nào. Cậu nên đeo đôi gì nào? Phải hợp với giày của tớ nữa. Đôi đó. Không. Cậu cần một đôi giày. Cậu có thích đôi tất của tớ không? Đừng để cái lỗ. Không biết giấu mặt vào đâu. Mong là không ai nhìn thấy. Phải giấu lẹ thôi. Tốt hơn rồi. Nhưng tớ vẫn phải tìm giày cho cậu.
Tớ sẽ kiểm tra trong ngăn kéo này. Biết đâu lại có đồ đèn để trưng diện. Nhẹn. Thế ghê quá. Mình phải dọn dẹp thường xuyên hơn. Chà, không có lúc nào tốt hơn bây giờ. Mà chờ một chút, biết rồi nè. Mình đã vẽ một hình oval trên miếng bạt biển này. Sau đó cắt nó ra. Mình sẽ làm tương tự với các miếng bạt biển màu khác. Kết hợp thật nhiều màu sắc. Tiếp theo mình sẽ xếp chồng lên nhau. Như vậy thôi. Mình sẽ dán thêm một miếng bạt biển xung quanh. Ok, đeo thử đi. Wow, vừa như in luôn. Bước đi xem thế nào nhé. Gái ơi, nhìn rộng lộng lẫy lắm. Vừa trang điệu vừa hữu dụng. Mình cũng muốn có một đôi. Này Eva, nhìn đôi giày đi. Mãi không chọn được. Hả? Oh, wow. Đẹp hơn hẳn đôi giày cũ kỹ này. Thật không công bằng. Mẹ ơi. Gì hả con? Mẹ nhìn nè, mẹ mua cho con nhé. Đi mà. Ừ được, tất nhiên. Wow, thật không thể tin nổi. Tặng cho bé nè. Ôi, con cảm ơn. Gì đây? Quả cầu tuyết ạ? Con phải làm gì với quả cầu tuyết chứ? Hả? Con không thích à? Con muốn này cơ. Sao mẹ lại làm vậy với mình? Mình không bỏ cuộc đâu. Mình chỉ cần cố gắng thuyết phục thêm thôi. Có công mài sắt có ngày nên kim. Mình phải ăn nhiều rau hơn. Sao thế hả con? Đổi giấy lấy cái này mẹ nhé. Con đang đùa mẹ hả? Rồi, mẹ sẽ làm mọi thứ để được bình yên. Wow, cửa hàng đồ chơi này xịn quá. Mình phải tỏ ra thật chuyên nghiệp. Chị đang tìm cái này, con gái chị nhận hoài đến nó không thôi. Em làm ơn tìm giúp chị nhé. Vâng ạ, ở ngay bên kia ạ. Thật sao? Wow, lại còn đang giảm giá. Hôm nay mình may ghê. Khoan, không thể như thế được. Sao thế? Không, đồ chơi. Vậy là bán hết rồi. Đi chơi mất chỗ thôi. Chúc may mắn lần sau. Không, em không hiểu được đâu. Chị cần nó. Đành phải nghĩ cách khác thôi. Hay là mình dùng bìa cắt tông nhỉ? Mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ ghép các miếng bìa vào nhau để tạo thành một chiếc hộp. Kẹo sẽ lan ra từ cái lỗ này. Giờ mình sẽ gắn que gỗ vào mặt bên. Cắt và chồng các lớp bìa cắt tông lên nhau. Mình sẽ xiên que gỗ qua phần đầu của chồng bìa, rồi đặt dây chun vào hai đầu của hai que gỗ. Rồi đặt nó vào trong hộp nè. Phần này sẽ nằm trên phần có lỗ. Mình sẽ kéo dây chun sang bên que gỗ đúng như thế này. Rồi kéo cả bên kia nữa. Và cho kẹo vào thôi nào. Khi mình nhấn bìa cắt tông, kẹo sẽ rơi ra qua lỗ. Tiếp theo, mình cần làm nốt phần trên đỉnh, dựng các miếng nghiêng thế này. Rồi ghép tấm phía trước vào nè. Mình sẽ đặt khối trong suốt lên trên hộp. Rồi đóng nắp lại. Cho kẹo vào trong thôi. Đây là loại mà Sunny thích. Mình sẽ tạo hình khuôn mặt. Một khuôn mặt vui nhộn. Được rồi. Con thấy thế nào Sunny? Ôi, máy kẹo có sự tự động. Nhấn vào mũi và xem có gì xảy ra đi. Con thích lắm. Con muốn nữa. Để dành cho mẹ nữa. Con không hứa trước gì đâu nha. Mẹ. Gì nữa? Mẹ nhìn nè, con muốn nó. Nhưng tôi còn thắc mắc làm chi. Chị trễ thanh toán rồi chị biết không? Chờ đã, chắc tôi còn ít tiền ạ. Chị có nhận dây không ạ? Xin lỗi, tôi chỉ có thế. Không, đủ rồi, mời chị ra khỏi đây. Tôi có nhận dây không ạ? Đúng là xúc phạm mà. Không trả tiền thì mời chị đi nơi khác mà sống. Nhà này chẳng thiếu người muốn mua đâu. Yêu việc này quá. Tôi rất biết giao tiếp với mọi người đấy. Nhà mình đâu có trang trí gì đâu ta. Có chuyện gì vậy? Nhà đang bị bán sao? Ủa? Mình bị đuổi ra ngoài sao? Chuyện gì vậy trời ơi? Đừng hòng tu chuyển đi đâu nha. Quá trời phế liệu luôn. Ok, gì nữa? Mẹ! Gì đây? Con thấy rồi à. Mình phải chuyển nhà sao? Chán chết đi được. Mà chờ một chút, con đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ cần các hộp này thôi. Mình sẽ đặt một hộp ở đây. Cũng cần giường bán keo nữa. Mình sẽ phun keo lên mặt trên của hộp, rồi dán hộp thứ hai lên nó. Sau đó thì lật nó nằm nghiêng. Mình sẽ xếp thêm hộp lên. Giờ mình cần ống bìa cắt tông này.
mình sẽ phun keo dọc theo mặt bên. Vậy chắc là đủ rồi. Mình sẽ nhấn ống vào các hộp. Vẫn thiếu gì đó. Đúng rồi. Đây sẽ là nóc nhà. Vừa như in luôn nè. Tiếp theo mình cần trang trí nó. Chính những chi tiết nhỏ làm nên sự khác biệt. Giờ thì lớp mái nè. Mình đã làm hình nửa quả chanh bằng bìa cứng. Và bông múa nhỏ xinh này nữa. Trông thật vui nhộn ha. Mình muốn tạo nhiều màu sắc. Đây sẽ là bước cuối cùng. Quầy nước chanh của riêng mình. Suýt thì quên mất. Mình cần nước chanh nữa. Vậy là đủ hết cả rồi. Rất chi là ưng ý luôn. Đã đến lúc cắt băng khánh thành. Mong rằng mình sẽ phát tài phát lộc. Giờ thì đợi người mua thôi. Nóng dã man. Chào, bạn cho tớ một ly nhé. Như chết đuối với đồ cọc. Đi chơi với cậu vui thật đấy. Ôi, tớ thích nước chanh lắm. Đi nào, cho tớ 2 ly. Đây đây, cầm tiền đi nè. Bíp bíp tránh đường. Cho tớ. Ok, yay. Wow, giàu rồi. Mẹ ơi, nhìn mà xem, con là nữ doanh nhân nè. Cướp ngân hàng không phải là mô hình kinh doanh tốt đâu con. Nhìn nào, đi theo con. Con đã mở quầy bán nước chanh. Ôi, mẹ rất tự hào với con. Con mẹ giỏi quá. Khoan, con có khách hàng kìa. Ở đây có nhiều nước chanh lắm. Hôm nay mẹ con mình sẽ rất bận. Ai nữa? Được rồi cả lớp, ai trả lời được các câu hỏi nào? Em! Để xem nào, Sunny! Chuẩn! Em đã mong là cô gọi tên em! Cao quá nè! Phấn đây nhé, em làm đi! Cô sẽ không thất vọng đâu ạ! Được thế thì còn gì bằng! Mình vẫn đang làm tốt! Tốt đấy! Em xong rồi! Gì vậy trời? Dạ cô ơi. Em đùa cô à? Mà phải, sao thật được chứ? Chẳng thể giải thích khác được. Em làm tốt không ạ? Để cô nhìn cái đã. Thật ra khá thú vị đấy. Cô không chắc về câu này đâu. Em tưởng đáp án là 4 ạ. Còn câu này thì sao nào? Thì sao là sao ạ? Đúng là số 5. Cô không nghĩ là đúng đâu. Làm thế nào bây giờ? À đúng rồi. Đầu tiên mình cần một miếng bìa dài. Rồi mình sẽ viết các số lên đó. Như thế này. Rồi cắt các số đó ra. Mình sẽ dùng hạt nhựa trang trí lên. Trông thật sáng và sặc sỡ nè. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Đây là khuôn tô số vô cùng tiện lợi. Ôi, xịn sò quá à. Quả lấy tưởng hay. Được rồi nè, em thử đi nào. Em sẽ đặt nó áp vào bảng đen, rồi dùng phấn tô theo khuôn để cho ra các chữ số. Cách này dễ hơn biết bao nhiêu. Ước gì em có khuôn từ trước. Biết ngay là sẽ có tác dụng. Em xong rồi. Xuất sắc đấy Sunny, em xứng đáng điểm A cộng. Cô rất tự hào về em. Ôi, thật à. Wow. Đồ giặt xong rồi à? Tuyệt. Ôi không, ủa, quần của con ạ? Và áo len của con. Con ơi, mẹ là chuyện này không vui lắm. Bị co lại. Mình thấy thật khủng khiếp. Nhưng sự cố, biết sao giờ? Mình kéo áo xuống làm váy được không nhở? Sao mà được chứ? Hoặc là có thể đấy. Bạn có sẵn chiếc hộp cũ nào không? Chỉ với vài đường cơ bản, bạn có thể xoay chuyển tình thế. Đi bay vui nhé con yêu. Mẹ ơi! Khoan, Luna, không! Hạ cánh khẩn cấp! Mẹ mua ba lô mới cho con này. Tuyệt! Con thích lắm! Và nó màu hồng, mẹ là nhất! Wow, chúng ta sẽ là bạn thân. Chả ngon ha. Tớ cũng có bánh quy. Uống thử không? Ngon quá. Vậy như tớ đã nói. Cậu muốn đổi à? Tuyệt vời. Ngày xưa. Woohoo. Ôi không.
Ba lô, cậu ở đâu? Hả? Mình đã làm gì chứ? Tại trời gió quá mà. Cứ... bạn thân của mình. Mẹ ơi. Nhanh lên Annie. Mẹ sẽ điên tiết lên cho mà xem. Hay là mình mang hộp này nhở? Trông nó khá giống ba lô. Bút dạ. Wow. Ok, đi học thôi. Tôi sẽ gọi lại sau. Annie, sao con không dùng ba lô? Mất rồi ạ. Nó bị gió thổi bay đi rồi. Tất cả là tại con. Ôi bé à. Kìa, miếng vá. Mẹ có một ý cực hay. Chờ mẹ xíu. Nhìn này, hình dạng đầu Kitty. Ok là tô màu cho sống động. Như vậy sẽ không ai biết nó là bìa các tông. Đó. Sau khi sơn khô, hãy thêm các chi tiết. Dễ thương quá. Không thể quên ria mép và chiếc nơ. Giờ thì đến phần sau. Mình sẽ phun keo nóng xung quanh rìa. Sau đó đặt một dải bìa các tông xuống. Rồi đặt mặt trên. Annie, mẹ làm cho con này. Túi sách cho con ạ. Dễ thương quá. Và nó có thể chứa rất nhiều đồ. Cả bút nữa này. Yay. Ok, đi học thôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Vâng. Mình cũng cá cuộc gọi. Vâng, hôm nay chắc được đó ạ. Vâng, hôm nay chắc. Tôi nghĩ. Thôi kệ đi. Mình cũng muốn có đồng hồ. Vậy thì tự chế thôi. Rồi vẽ kim nè. Tôi gọi lại sau nhé. Con muốn có đồng hồ à? Con yêu, lại đây. Mẹ làm đồng hồ cho con nhé. Đầu tiên là mặt đồng hồ, sau đó là khung. Lật nó lại và đặt mặt sau vào. Hoàn hảo. Đến phần vui này. Hello Kitty, hãy ở lại đây nhé. Dán miếng này vào phía sau và tô màu cho đẹp. Màu hồng là hợp rồi nhỉ. Giờ hãy gắn chúng lại. Và chừa đồng hồ yêu thích của con vào. Nhìn nè. Eva, con xem đi. Wow, đáng thử đi. Mẹ làm cho con rồi ạ. Không biết bây giờ là mấy giờ. Yay. Ok, tiếp tục công việc. Yeah, con cũng thế. Vâng, tôi hiểu rồi. Càng lúc càng đẹp rồi nè. Của con thì sao? Eva, con muốn xem trò ảo thuật không? Dạ được ạ. Có gì đó phía sau tay con. Hả? Con dèo rồi. Còn gì phía sau nữa không ạ? Hãy xem nào. Wow, con thích trò này. Lại một đồng nữa nè. Vui quá đi. Thêm một đồng ở đây nữa. Cả ở đây nữa. Và ở đây. Đúng vậy. Quá trời đồng rồi nè. Wow. Của con hết đấy. Wow, tuyệt vời. Phải cất đi mới được. Wow. Cái túi đó bé xíu xíu xíu. Thế này sao mà đúc vừa hết được. Vào đó đi. Trời ạ. Mẹ ơi, nhìn này. Điều đó là không thể. Không có từ không thể trong từ điển của mẹ. Xem nhé. Đầu tiên, bọc giấy màu cho bìa cứng. Rồi gắn các chốt gỗ ngắn. Và đặt một cái lò xo lên trên. Rồi đặt mảnh này ở đây. Rồi trượt nó qua mảnh bìa này. Sau đó dán que gỗ này lên. Rồi cho tiền vào đây. Đợi đến lúc đóng hộp lại. Xong rồi đó. Và để trang trí mặt ngoài vui nhộn, tạo một khuôn mặt dễ thương. Ai muốn có thêm đồng xu không? Của con nè. Con sẽ giữ đồng xu cho con. Kiểu gì ạ? Để mẹ chỉ cho. Sẵn sàng chưa? Con chỉ cần đặt đồng xu lên lưỡi. Đẩy. Được rồi, con thử đi. Tiện, vâng ạ. Đặt lên đây. Chúng ta miệng. Nó nốt rồi kìa. Wow, tuyệt cú mèo. Sẽ mất một lúc đấy. Woohoo. Sao thế? Nó vẫn còn đói.